Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Naruto Luffy tung hoàng thiên hạ. Chương 111, mây bên trên. Going Merry ở thẳng đứng dáng vẻ giống như tăng lên. Loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không có người có thể tưởng tượng ra được. Không thể không nói vĩ đại hàng đạo quả nhưng đều là chuyện lạ đều xuất hiện a. Tuy là tình huống có một ít kích thích, thế nhưng chắc là không có nguy hiểm gì. Naruto từ bạo tạc gần bắt đầu thời điểm liền ôm lấy Nami, dưới chân chakra chặt chẽ hút vào mặt đất, bởi vì hắn lo lắng Nami sẽ có nguy hiểm, còn như những người khác bọn họ tự có biện pháp, Naruto sẽ không cần xía vào. Luffy gắt gao bắt lại Going Merry đầu dê, nhị kiều ba chặt chẽ ôm Zoro, Usopp chặt chẽ ôm cây cột, Sanji mặt dày mày dạn muốn gần kề Robin nói là muốn bảo hộ Robin, thực tế suy nghĩ gì dùng chân gót cũng có thể đoán được. Bất quá Robin tay nhiều đã đem Sanji chắn một bên. Tuy là tình huống có chút loạn, thế nhưng đột nhiên một con hải quái hạ xuống để trong lòng bọn họ cả kinh. Cái này một đạo khí lưu cường đại xem ra rất có thể đem bọn họ cùng cái kia hải quái giống nhau văng ra. Nếu quả như thật là nói vậy không cần nghĩ cũng biết kết quả, nhất định sẽ là thuyền hủy người vong. Tuy là xông lên mới bất quá mấy giây thời gian, thế nhưng tốc độ cùng lực lượng muốn trở thành bọn họ chí ít đã mất hơn 1000 mét cao. Mặc dù không biết rõ là cái gì nguyên lý, thế nhưng Nami nhưng có thể cảm giác được gió lực lượng còn có nước cảm giác nói, được rồi, không nên ôm gặp, lập tức dương phàm. Cái gì, nghe được Nami, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, Nami lập tức giải thích, đây chính là hải, cũng không phải một cái cột nước. Mà là một cái từ dưới trên hết tăng lên còn lưu, hơn nữa từ phía dưới có hy vọng bên trên thổi gió tạo thành tăng lên khí lưu, miễn là đối thủ là phong cùng thủy. Ta liền nhất định sẽ không thua hắn. Chớ quên, trên chiếc thuyền này Nami là ai, nhanh lên một chút động thủ. Vâng, mọi người đồng thời đáp lời, theo Nami mệnh lệnh, mặc dù nói bây giờ tình trạng không được, thế nhưng một ít sự tình vẫn là làm được đấy. Bất quá có Luffy, Zoro cùng Naruto ba cái gì địa phương đều có thể người đứng, mặc kệ Nami dạng gì mệnh lệnh đều có thể hoàn thành. Theo Nami mệnh lệnh, đầu thuyền từ từ giơ lên, để Chopper cùng Usopp cái quốc gia sợ hãi. Bất quá những thứ này người tin tưởng Nami phán đoán năng lực, bởi vì trên một con thuyền Nami nếu như không đáng tín nhiệm như vậy chiếc thuyền này cũng sẽ không cần mở. Lần nữa xông lên mấy giây về sau, thuyền chỉnh thể đều rời đi cột nước. Bất quá cũng không có giống như mới vừa hải quái giống nhau bị ném xuống, ngược lại, mà là lấy tốc độ nhanh hơn xông lên. Cái này phút chốc, hy vọng đang ở trước mắt. Thần bí không đảo gần vì mũ rơm đoàn hải tặc vạch trần thần bí kia cái khăn che mặt. Nếu như nói mới vừa dán mặt nước là làm người ta giật mình, tình huống hiện tại chính là khiến người ta khiếp sợ. Đang không có nhiệm hà phi hành trang đưa tình tình huống bên dưới, vẻn vẹn tiết từ Nami đối với gió cảm giác lực, lại có thể xuất hiện như thế bất khả tư nghị hiệu quả. Going Merry ở trên này một đôi cài đặt cánh, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là bài biện, mà là thật sự có tác dụng của hắn. Lúc này Going Merry dường như không phải một con dê hoặc là một con gà, mà là nhằm vào hướng bầu trời hùng ưng, không có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản nó nhịp bước tiến tới. Mặc dù nói trợ lực phi thường lớn, thế nhưng đối với đi tới bên trong Going Merry mà nói không có bất kỳ hiệu quả. Going Merry quyết chí tiến lên như tên lửa xông về bầu trời, xông về vân trung, nhằm phía bọn họ lần này mục tiêu, không đảo. Rốt cuộc, Going Merry xuyên qua tích vân đế. Thế nhưng Going Merry cánh đã gãy, hắn đã dùng hết hắn ứng tận nghĩa vụ. Lúc này, trên thuyền mọi người sắc mặt cũng không tốt như vậy. Từ trên mặt đất trực tiếp tăng lên đến cao như vậy địa phương, không khí dị thường mỏng manh, hô hấp cũng có rất lớn độ khó. Bất quá bọn họ hiện tại quan tâm không phải cái này, bởi vì bọn họ chứng kiến hoàn cảnh chung quanh đã quên mất hô hấp loại sự tình này. Thuyền của bọn họ lại có thể đứng ở đám mây mà không có hạ xuống. Chứng kiến tình huống chung quanh, Usopp lập tức cởi ra y phục, bày một cái rất tuấn tú tư thế nói, ở trên thế giới vĩ đại nhất đường hàng không, Usopp thuyền trưởng phải ở chỗ này bơi. Nhưng là cái kia đẹp trai tư thế biểu hiện tại hắn cái kia dường như con tôm cái một dạng vóc người bên trên, có vẻ dường như dị thường khôi hài nực cười. Bơi ấy ư, ta cũng cùng nhau. Nghe được Usopp, Uzumaki Naruto cũng loại nghĩ gì này. Ở phía dưới trong biển rộng bơi không có gì cùng lắm thì, thế nhưng ở nơi này không đảo bơi tuyệt đối là nhất kiện thống khoái sự tình. Muốn làm liền làm, hai người trực tiếp nhảy vào trong nước. Bất quá bất đồng chính là Usopp trực tiếp lặn xuống, mà Naruto thì là đứng ở trên đám mây nói, a, cái này trên đám mây cũng có thể đứng a, thật giống như không trung bước chậm giống nhau,
Zoro ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Không có hứng thú, Zoro nói thẳng, hắn cũng không muốn tại loại này địa phương lãng phí sức lực. Phải biết rằng trong cơ thể hắn chakra nhưng là so với Uzumaki Naruto cái quái vật này kém không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa hắn cũng không có hứng thú tại loại này chỗ chơi. Chứng kiến cái tình huống này Naruto trực tiếp lắc mình nhảy vào trong nước. Cái này thủy cùng trên đất bằng thủy không giống với, không có nửa điểm trở lực, loại cảm giác này giống như là phi hành giống nhau. Uzumaki Naruto đùa có điểm vui đến quên cả trời đất. Bất quá đột nhiên một cái to lớn ngư dương miệng to như chậu máu xông về bên này. Thế nhưng Naruto phản ứng cũng không chậm, dưới chân chakra một tăng trong nháy mắt liền tránh cách nơi đây. Đối với hướng mình công kích tên, Naruto luôn luôn cũng sẽ không mềm tay, phất tay một quyền đi qua người này đã bị đánh hôn mê. Nhìn người này, Uzumaki Naruto ngạc nhiên nói cái này địa phương cũng có hải quái. Không đảo hải quái còn không có ăn rồi, phỏng chừng lắp phi hẳn là thích đi, lớn như vậy tên hẳn đủ ăn một lần một bữa. Nghĩ vậy Uzumaki Naruto một tay lôi kéo nó sợi râu một chút xíu đi lên. Xông về đám mây về sau Naruto hưng phấn nói, Mina, ta mang về thức ăn đến rồi. Ừ, chuyện gì xảy ra, các ngươi cũng bắt được loại vật này sao? À, Usopp ngươi chừng nào thì trở về. Chứng kiến mạn thuyền một con cùng mình trong tay giống nhau như đúc hải quái, Uzumaki Naruto lập tức ngẩn người ra đó. Hắn là mới vừa bị kéo lên, nguyên do bởi vì cái này hải không có chắc, cho nên hắn kém chút ngã xuống. Luffy không để ý chút nào Usopp cái kia đã có chút biến thành màu đen mặt nói. Hai người chênh lệch rõ ràng, đương nhiên cũng có gen duyên cớ, cho nên Naruto có thể mang theo một con to lớn hải quái đi lên, mà Usopp chỉ có thể là đợi được người cứu đi lên. Uzumaki Naruto như có điều suy nghĩ nói, phải không, thì ra đúng như vậy à. Đúng, chúng ta cũng không thể vẫn ngốc tại chỗ này đi, mặc dù không biết rõ hẳn là đi như thế nào, thế nhưng hiện tại trước hết lái về phía trước thuyền đi. Cũng không biết cái này không đảo bên trong có người hay không à. Nơi đây không phải không đảo, không đảo còn muốn đi lên mới có thể. Chỉ là không biết tiếp được kéo hẳn là làm sao đi lên, mới vừa là bởi vì dựa vào tăng lên khí lưu, bây giờ không có tăng lên khí lưu ai biết đi loạn có thể hay không ngã xuống. Nghe được Uzumaki Naruto không chút nào suy tính nói, Nami cảm giác mình có chút đau đầu, thật vất vả mới lên tới không đảo lại vẫn muốn đi lên, đến cùng nên làm cái gì bây giờ nàng đã bất đắc dĩ. Không xong, đột nhiên, đang ở quan sát phong cảnh Chopper kêu lên, có thuyền. Không đúng, bây giờ không có, một cái dài nghiêu đầu người, không xong, chúng ta phải xuất hiện nguy hiểm. Chopper không giải thích được để ở chàng người có điểm sờ không tới đầu não, ai biết hắn đến cùng muốn nói cái gì, vừa lúc đó bọn họ dường như hiểu Chopper muốn nói gì, bởi vì một cái mang kỳ quái mặt nạ người đột nhiên hướng phía liền vọt tới, nhưng lại không phải đã chạy tới, mà là muốn trượt băng một dạng xông lại, mặc dù không biết rõ hắn là muốn làm gì. Thế nhưng bản năng tất cả mọi người biết lai giả bất thiện, Sanji híp con mắt nói, này, người này muốn làm gì? Tới lấy tánh mạng của các ngươi. Mang kỳ quái mặt nạ người không có một nhè nhẹ cảm tình nói. Tìm chết tên, câu này khiêu khích để Zoro vô cùng tức giận. Thế nhưng đao của hắn mới vừa cầm xong đã bị thần bí nhân này đá bay. Tiếp lấy Sanji ở còn không có chống lại chiêu thời điểm cũng bị một quyền đả đảo trên mặt đất. Thế vậy Naruto văng ra 7-8 miếng Shuriken nói, Shuriken ảnh phân thân thuật. Vốn là mấy phát Shuriken trực tiếp biến thành trên 100 phát, rậm rạp chằng chịt dường như cuồng phong bạo vũ một dạng. Bất quá Naruto đang phát ra Shuriken về sau nhãn thần giật mình, bởi vì hắn phát hiện hắn văng ra Shuriken không có bình thường sở hữu tốc độ chí ít chậm 1/3. Mà cái kia mang theo kỳ quái mặt nạ người chỉ là dùng cái khiên một đỡ liền chặn Uzumaki Naruto tiến công. Bất quá mặc dù là chậm một chút, thế nhưng Shuriken là hắn từ nhỏ luyện đến lớn, nhiều năm như vậy lực lượng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất nhiều Shuriken phía dưới túi ác nhân cái khiên trực tiếp biến thành nát bấy, cho hắn tạo thành một ít thương tổn. Bất quá người kia rõ ràng không có chú ý những thứ này, trong tay ống phóng rocket đã liếc về bên này. Lần này Naruto nóng nảy, mặc dù nói nàng Shuriken tốc độ nhanh, thế nhưng hắn còn không có ngây thơ cho là mình Shuriken tốc độ có thể rất nhanh quá bao đựng tên. Nếu như sử dụng nữa một lần mới vừa nhất chiêu như vậy ngược lại cũng không phải là cái gì quá tốn sức sự tình. Thế nhưng tuyệt đối không có biện pháp tại hắn đạn pháo phát động phía trước bắn trúng hắn. Bây giờ không có khác ban hành,
cũng chỉ có dùng một phát shuriken. Ở shuriken bên trên không xong, chính mình chakra trực tiếp quay đầu sang. Cụ thể biết đánh nhau hay không hư hắn pháo đồng Naruto không biết. Tuy là hắn luyện tập thật lâu shuriken, thế nhưng hắn không có Usopp cái loại này thiên sinh thứ kích năng lực. Coi là nhưng khoảng cách không tính là quá xa, thế nhưng hắn căn bản không có thời gian nhắm vào, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất ném ra chính mình phi tiêu, để cầu trực tiếp bắn trúng người này pháo đồng bảo vệ được Going Merry. Thế nhưng có thể đánh trúng hay không hắn tâm lý thực sự không có chắc. Chương 112, không đảo đang ở trước mắt. Sự thực chứng minh Uzumaki Naruto kỹ thuật vẫn còn chưa thành thục, phi tiêu tốc độ vẫn là hơi chút chậm một chút, cũng lệch rồi một điểm, bất quá may mà là lệch rồi một điểm. Cùng cái kia mang mặt nạ nhân phát ra đạn pháo đụng nhau sau đó đều là cải biến phương hướng. Naruto shuriken bay về phía bầu trời, mà người kia đạn pháo rơi xuống trong biển mây. Mặc dù không có thành công phá đi đối phương pháo đồng, thế nhưng lần này chỉ ít làm cho đối phương một lần công kích thất bại. Mà lúc này đây khác ba người cũng đã đứng lên. Mặc dù nói trạng thái không phải tốt, nhưng ít ra có thể chứng minh bọn họ không có việc gì. Bất qua đối phương lần thứ hai công kích đã chuẩn bị xong, anh hùng luôn là xuất hiện vào lúc này. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh đem người này đánh bay, bất quá này bóng đen rõ ràng không có khó khăn người kia ý tứ, đánh đuổi thì xong rồi. Người này là ai vậy? Đột nhiên xuất hiện người thứ hai lần nữa để mọi người sững sờ, bất quá cái này nhân loại rõ ràng không có định ý gì, nghe được mọi người nghi vấn, cái này nhân loại nói, lão hủ chính là Thiên Không Kỵ Sĩ. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tự xưng Thiên Không Kỵ Sĩ người, khôi giáp dáng vẻ ngược lại không tệ. Nhưng là cùng cái kia thân thể gầy yếu rõ ràng cho thấy kém xa, bắp thịt của hắn hầu như cùng Usopp không sai biệt lắm. Bất quá những người này cũng không biết vì vậy mà khinh thị cái này lão đầu, bởi vì hắn mới vừa lập tức đã đem đánh bại Luffy, Zoro, Sanji ba người đồng thời để Naruto đối phó đều khó giải quyết người nhất chiêu giải quyết hết. Vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đối với giúp qua người của chính mình phải có lễ phép, đây là Chopper chuẩn tắc. Mà Thiên Không Kỵ Sĩ nói, không có gì lớn. Mới vừa cái kia coi như là đưa tặng được rồi. Các ngươi những người này, chính là từ Lam Hải tới đi. Lam Hải, đó là cái gì địa phương? Nami hiếu kỳ nói, đối với cái này cái từ ngữ có một ít xa lạ. Thiên Không Kỵ Sĩ giải thích, Thanh Hải người chính là đối với dưới tầng mây mặt những người đó gọi chung. Nói cách khác các ngươi là từ phía dưới biển lớn màu xanh lam đi lên người sao? Không sai, vậy thì đúng rồi. Nơi này là cách Lam Hải có 7.000 công xích cao Bạch Hải. Hơn nữa cái này bên trong chỗ cao nhất cách Lam Hải có hơn 1.000.000 công xích, phổ thông tình trạng cơ thể Lam Hải người là không có cách nào sinh tồn. Bất quá cái kia tiểu ca biểu hiện thực sự là ngoài dự liệu của ta, hắn sử dụng chiêu số thật đúng là kỳ quái chiêu số A, cái kia, ngươi là không phải trái ác quỷ năng lực giả A. Nhưng là hắn không biết là, những người này không có một là bình thường người. Không phải, ta là ninja, Uzumaki Naruto nói, thật là. Nếu như không phải hô hấp có chút chắc chờ cái tên kia sớm đã bị đánh ngã. Thiên Không Kỵ Sĩ, người cũng không thể được nói cho chúng ta biết làm sao đi chỗ đó cao nhất địa phương sao. Chúng ta lần này mục tiêu chính là đi không đảo mạo hiểm, còn có vừa rồi một cái kia người. Chờ một cái, cắt đứt Uzumaki Naruto, Thiên Không Kỵ Sĩ nói, ta biết các ngươi hiện tại nhất định có chồng chất như núi vấn đề. Thế nhưng đang trả lời vấn đề của các ngươi phía trước chúng ta trước phải đàm luận một cái sinh ý. Lão Hủ là một cái tự do rong binh, ở nơi này nguy hiểm hải vực, đối với chưa quen thuộc không chiến cùng không đảo tình huống người mà nói, sẽ giống như mới vừa như vậy đụng phải đội du kích công kích đồng thời trở thành không cá thức ăn gia súc. Thổi một lần cái còi 5 triệu Urkus Doru ta sẽ tới cứu các ngươi. Ngươi ở đây nói cái gì hà? Luffy nghẹo đầu hỏi, lời khi trước hắn đều đại khái minh bạch. Thế nhưng một câu cuối cùng một lần cái còi 5 triệu Urkus Doru hắn vô cùng khó hiểu. Chứng kiến những người này biểu tình, Thiên Không Kỵ Sĩ nói, này, đừng lại trả giá, cái giá tiền này đã phi thường tiện nghi, các ngươi không nên nhìn ta đây cái dáng vẻ, ta cũng là cần sinh hoạt. Cái kia Urkus Doru là vật gì, ngươi ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết trước đi. Còn có cái kia không giải thích được cái còi, rốt cuộc là ý gì a? Chứng kiến cái này lão đầu bộ dáng này Sanji vô cùng bất đắc dĩ, tuy là về sau không nhất định cần bọn họ cứu, thế nhưng Urkus Doru là vật gì hắn muốn nói trước, nếu không căn bản không có biện pháp giải khai người này nói là club sao ý tứ, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Trải qua một hồi nói chuyện phiếm sau đó, ngoại trừ để lại tên gọi mới. Co,
Sủng vật của mình là một cái ăn mã mã trái cây chim hót pie cùng với một cái còi bên ngoài không có gì cả lưu lại. Thổi một lần liền cần 5 triệu Urkus Doru. Mặc dù không biết rõ cái này Urkus Doru là cái gì, thế nhưng chỉ cần là hơi có chút đầu óc cũng biết cái kia là tiền. Mặc kệ ở nơi nào 5 triệu đều là một cái con số lớn. Cho nên cái này cái còi có thể không thổi liền hết khả năng không phải thổi. Hơn nữa Nami hạ mệnh lệnh, có 5 người tuyệt đối không thể thổi. Chu vi một mảnh trắng xóa, căn bản là tìm không được bất kỳ đi tới đường. Bất quá lúc này Chopper thấy được cách đó không xa một cái thác nước. Ngược lại tạm thời cũng tìm không được đường. Trước hết đi cái kia địa phương nhìn tình huống rồi nói sau được rồi. Lại đông quải tây chuyển đau xót sau đó, rốt cuộc tìm được một cái có thể đi cửa ra, dĩ nhiên là một cái đại môn. Ở trên bầu trời mây mặt trên có sinh vật có đảo cũng đã đủ ly kỳ, vẫn còn có một cái đại môn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là nhân công phu, lại nói tiếp quả nhiên là ở vĩ đại tuyến đường an toàn, bất kỳ cái gì sự tình đều cũng có thể. Thời khắc này cửu vĩ cảm giác được tình huống bên ngoài cũng là nhất chân không nói, loại này sự tình hắn căn bản đều không thể lý giải. Lúc đầu hắn cho rằng hôm nay chính là hắn thu được tự do đệ nhất thiên, thế nhưng không nghĩ tới, trong bầu trời dĩ nhiên thật sự có thể để người ta sinh hoạt nói. Môn, quả nhiên là qua tay một người môn, hơn nữa rõ ràng cho thấy vô cùng hoa lệ đại môn, bất qua phía trên viết vài lại làm cho người có một chút cảnh giác. Thiên quốc cửa, đi thiên quốc nhân cũng đều là người chết, thế nhưng hiện tại bọn họ đang ở thiên quốc cửa, chẳng lẽ nói hắn ân đã chết. Đột nhiên, không trung hiện lên nhất chân bạch quang, một cái lão thái bà chiến thuyền bên trong cầm camera hướng về phía mũ rơm đoàn hải tặc ở trên cả đám người vỗ vài cái phía sau nói ta là thiên quốc cửa giám thị quan Amazon. Tới ngắm cảnh sao, còn là nói tới đánh giặc, bất qua thế nào cũng không sao cả, nếu như muốn đến mặt trên đi, mời mỗi cái nhân giáo 1 tỷ Urkus Doru nếu như phí, đây là cái này bên trong pháp luật. 1 tỷ. 1 tỷ Urkus Doru đổi thành Bailey là bao nhiêu tiền, thấy thế nào cũng rất nhiều đi. Usopp nhìn một chút tay của mình, bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, chính mình căn bản không biết Urkus Doru cùng Bailey là như thế nào đổi, căn bản không tính quá đến, bất quá 8 người đây chính là chọn 80 ước A. Người kia đã mọc cái Nga, chứng kiến cái này lão thái bà, Chopper người thứ nhất chú ý chính là của hắn cánh, mà Luffy nói, thực sự A. Người này là một cái thiên sứ a, thiên sứ cũng đã lớn thành cái bộ dáng này sao? Làm sao lớn lên cùng ô mai làm giống nhau a? Nghe được lời của hai người, Naruto nói, không cần giật mình như thế đi, vừa mới cái kia công kích người của chúng ta cũng có 1-2 cánh, không làm được hai người kia vẫn là một phe đây. Uy, nếu như không phải giao nộp vào quốc phí, sẽ như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói... Câu nói kế tiếp vẫn chưa nói hết đã bị Usopp cùng Nami kéo. Nami nói a, hắn là nói đùa, làm sao có thể không giao đây, bất quá cái này nếu như không phải dùng cũng không thể được hơi rẻ đây. Dù sao chúng ta là mới vừa đến không đảo đến, đỉnh đầu cũng không phải quá mức giàu có. Không giao cũng có thể. Amazon một câu nói khiến cái này người ngây ngẩn cả người, nói không giao sẽ không giao, này môn sự nghiệp to lớn quá dễ dàng đi. Bất quá lúc này Amazon nói, ta chỉ bất quá là một cái xem cửa, cũng không phải binh sĩ, bất quá chỉ là xem các ngươi một chút ý tưởng mà thôi. Các ngươi có thể giao, cũng có thể không giao, ta sẽ không nhiều hơn can thiệp, đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn rời đi, hoặc là tiếp tục đi lên. Đương nhiên là tiếp tục đi lên, Luffy hưng phấn nói, hắn chính là biết tiền tầm quan trọng, bởi vì không có tiền sẽ không có cơm ăn. Giống như Alabasta như vậy ra đại sự địa phương có thể cung cấp vật liệu đảo nhỏ nhưng là vô cùng ít ỏi đấy. Chúng ta không có tiền, để cho chúng ta bầu trời đảo đi. Usopp cũng gọi là nói. Bất quá Naruto có chút kỳ quái nói, này, lão bà, cái này thác nước muốn thế nào đi tới, chúng ta dường như không có biện pháp gì trực tiếp xông lên đi a. Dù sao này còn lưu, lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai to lớn cái kìm trực tiếp kẹp lấy thuyền hai cánh. Amazon nói, bạch hải đặc sinh, cực nhanh hà. Lời của nàng mới nói xong, cực nhanh hà tự lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Lúc này đây tốc độ không thể so với mới vừa tăng lên khí lưu tốc độ chậm bao nhiêu, tốc hành hà quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng bọn họ không biết là, bọn họ cái này nhất hỏa nhân sự tình mới vừa cái kia lão thái bà đã len lén nói cho bầu trời thần, mà thần đã chuẩn bị đối với cái này chút lam hải tới những người xâm lược làm chế tài. Bất quá những thứ này đối với mũ rơm đoàn hải tặc mà nói căn bản chẳng đáng là gì,
bởi vì bọn họ là hải tặc, đối với địch nhân cường đại bọn họ đã sớm đã thấy rất nhiều, còn như chế tài, không nên nói đùa, trên chiếc thuyền này nhân không có một là tin tưởng thần, thần đối với bọn họ những người này mà nói căn bản cũng không đáng nhắc tới, bởi vì kinh nghiệm của bọn họ đều đã buông tha đối với thần cầu khẩn loại này chuyện, bọn họ sợ tin tưởng chỉ có đồng bọn. Mà hiện tại, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là gần đạt tới không đảo. Chương 113, Conis. Mặc dù đang cấp tốc chạy băng băng bên trong, thế nhưng những người này ngược lại là không có ngồi lên thăng khí lưu thời điểm sợ hãi như vậy. Bởi vì, này một lần vô cùng ổn định, sau một phút đã thấy được một cái thạch bi, trên đó viết thần chi quốc độ SKYPIEA, đây chính là cách địa phương tên, cùng Mông Blanc. Nolan nhật ký trên viết giống nhau như đúc, nhìn gần đạt tới ánh sáng địa phương, Uzumaki Naruto hưng phấn nói, không đảo, cuối cùng đã tới. Không chỉ là hắn, người trên thuyền không có một bất hưng phấn, lúc này bất hưng phấn mới là kỳ quái sự tình. Hào hết thiên tân vạn khổ mới chỉ có mạo hiểm tử vong nguy hiểm leo lên hầu như bằng tử vong đường hàng không. Hiện tại bọn họ mục tiêu rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt, bất hưng phấn sao không thể nào. Rốt cuộc, ở chỉ một lúc, tốc hành hà ra sức một đầu, để mũ rơm đoàn hải tặc rốt cuộc leo lên không đảo. Đăng nhập đến không đảo trên bờ biển hưng phấn còn không có tiêu thất. Ngay sau đó một cái khác khiến người ta hưng phấn sự tình liền theo nhau mà tới. Bởi vì bọn họ xuất hiện địa phương thì có một hòn đảo. Một tòa như nhân gian tiên cảnh một dạng đảo nhỏ, loại này mỹ lệ hoàn cảnh khiến cho người tâm thần thanh thản, thần chi quốc độ SKYPIEA, cái này mỹ lệ địa phương để lắc phi phút chốc cũng không chịu ngồi yên, lắc mình nhảy tới trong nước, bất quá hoàn hảo nước này cũng không sâu, hơn nữa có thể cảm giác được, hòn đảo này địa chất mềm mại, để lắc phi Chopper cùng Usopp hưng phấn dị thường chạy ra ngoài, Naruto thấy thế cũng nhảy xuống, quả nhiên a, hòn đảo này cùng trên đất bằng đảo hoàn toàn không giống với. Hòn đảo này cùng vật liệu thép mây giống nhau, là một loại siêu cấp mềm mại đồ đạc, lập tức phất tay nói, Nami, xuống đây đi, cái này địa phương chơi rất khá nha. Chờ một cái, ta đi đổi bộ quần áo. Nami đáp, không muốn nói mấy người bọn hắn, coi như là Sanji thần tình đều có chút hưng phấn, hắn hiện tại nhất hy vọng chính là tái xuất hiện một cái mỹ lệ nữ thiên sứ, mới vừa cái kia nữ thiên sứ tuổi tác quá lớn, bất quá phải có tuổi trẻ xinh đẹp nữ thiên sứ. Con kia có thể đứng xa nhìn mà không có thể thiết ngoạn thần lên cao đúng nữ thiên sứ, hắn hôm nay nhất định phải mở rộng tầm mắt. Zoro bỗng nhiên kêu lên, này, Naruto, Luffy người này đã có điểm quên hết tất cả, vậy thì do ngươi tới quyết định đi, cái neo làm sao bây giờ, cái này địa phương chắc là không có đáy biển đi. Ném tới là được rồi. Uzumaki Naruto nói, ai nói cái này địa phương không có chắc, chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí chính là chỗ nước cạn. Ném tới để thuyền sẽ không sợ rơi là được rồi. Nghe được Naruto lời nói Zoro gật đầu. Cái này phó thuyền trưởng quả nhiên so với thuyền trưởng kháo phổ một ít. Rất nhanh Nami đổi lại một thân bikini nhảy xuống thuyền, cùng Naruto cùng nhau đi hướng hải ngạn. Vừa đi, Naruto lặng lẽ nói, này, Nami, có phát hiện hay không nhất kiện sự tình a? Cái gì, Naruto cho tới bây giờ cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài. Lời nói ra thường thường là mạc danh kỳ diệu nhưng là lại có lý có chứng cớ. Lần này lại chuyện gì xảy ra sự tình đã vậy còn quá thần bí. Uzumaki Naruto ở Nami bên tai nói, ta phát hiện Robin dường như cùng Zoro đi rất gần. Người vừa không có phát hiện đây, Robin ở này chiếc trên thuyền nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái Luffy cứu hắn, một người là bởi vì ta hiểu được cổ đại văn chữ. Bình thường nàng thường thường tìm ta chỉ là không phải hy vọng ta nói ra cổ đại văn chữ bí mật. Mà cùng Luffy cũng không có làm sao quá mức lưu ý, bất quá cùng Zoro dường như gần gũi tương đối nhiều nha. Ngoặc kép, ngươi vừa nói như thế. Nghe được Naruto, Nami nhãn thần giật mình, loại này sự tình tỉ mỉ nghĩ lại quả nhiên đúng như vậy. Tuy là Luffy cứu nàng, thế nhưng đối Luffy Robin rõ ràng không có đối Luffy có quá hảo cảm giác. Đối với Naruto mặc dù nói thời gian tương đối dài, hơn nữa còn có một ít quá kích động tác. Thế nhưng dường như cũng không có cái gì khác sự tình. Mà ở cả trên chiếc thuyền này, Robin dường như thật là đối với Zoro quan tâm nhất. Xem Naruto ý tứ lấy Nami trí tuệ làm sao có thể không đoán ra được. Cái này nhân loại thích điểm uyên ương phổ nhân phỏng chừng vừa chuẩn bị làm cái gì chuyện. Bất quá những thứ này sự tình Nami cũng không chuẩn bị phản đối. Miễn là Naruto sẽ không tới bên ngoài đi hái hoa ngắt cỏ. Hắn nhớ làm cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể bảo vệ mình, yêu chính mình, cho mình kiếm tiền là được rồi.
đẹp đẽ hoàn cảnh, không khí mới mẻ, thư thích nơi sân, loại này tình huống bên dưới thích hợp nhất chính là trước hảo hảo ngủ một giấc, tới tẩy đi cái này lúc tới khổ cực. Vừa vặn cách đó không xa có một đình nhỏ, mặt trên có mấy người sofa, tuy là độ cứng so với trên bãi cát mây độ cứng cao hơn một ít, thế nhưng nằm mặt trên cũng dị thường thoải mái. Nami thoải mái vươn người một cái nói, a, cái này địa phương thật thoải mái a, thật là nhớ vẫn có thể an tĩnh ngủ ở cái này mặt trên. Tuy là cùng Nami cùng một chỗ gần nửa năm, nhưng là khi ban đầu vẻ này xung động cảm giác dường như một điểm không có tiêu thất, mà Nami ăn mặc bikini duỗi người bộ dạng để Uzumaki Naruto trong lòng đại động, đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn về sau, đầu tiên là hơi bởi vì một ít không giải thích được nguyên nhân ở một đoạn thời gian, thật vất vả hơi đi, lúc đầu cho rằng có thể cùng Nami cùng một chỗ nghỉ ngơi, nhưng là không nghĩ tới Robin rốt cuộc lại lên thuyền, từ tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn về sau, chính mình dường như còn không có động tới Nami đây. Tựa hồ là nhìn thấu danh nhân ý tưởng, Nami nói, muốn à? Vẫn là buổi tối rồi hãy nói. Vâng, nghe được cho phép Uzumaki Naruto hận không thể lập tức khí trời bây giờ thì trở thành buổi tối. Bất quá hắn nhớ ra cái gì đó nói. Đúng rồi, nơi đây đã có mây chế tác mềm mại giường. Như vậy chúng ta cũng có thể mua một tấm giường hai người đi. Như vậy quá ở phía trên nhất định rất thoải mái đi. Hơn nữa, Naruto nói thật vui vẻ. Nami cũng không có nói cái gì phản bác. Bất quá cách đó không xa Sanji thì là cắn y phục căm tức nhìn Naruto nói. Tên ghê tởm, quang biết mình hưởng lạc, căn bản cũng không ngẫm lại trên thuyền vẫn còn độc thân các huynh đệ. Thật sự là hơi quá đáng, đúng hay không Usopp? Không có gì, lưỡng tình tương duyệt tốt ha. Usopp căn bản không để ý tới Sanji cái này một cha. Sanji suy nghĩ gì, hắn cái này ở mũ rơm đoàn hải tặc bên trong tương đối bình thường người. Hắn đương nhiên biết Sanji đánh ý định quỷ quái gì. Hắn mới chỉ có không muốn Nodoka cát sĩ thông đồng làm bậy đây. Nghe được Usopp lời nói, Sanji mới nhớ, người này là hán tử no không biết hán tử đói đói, bên cạnh hắn có một thanh mai trúc mã, chỉ cần dùng điểm thủ đoạn là có thể cùng một chỗ, không chỉ có như vậy còn có thể kế thừa đáng kể di sản. Lúc đầu muốn tìm người khác nói hết, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Luffy là một tình cảm ngu ngốc, Zoro so với hắn chỉ số IQ cao điểm hữu hạn, Chopper vẫn còn con nít, nếu như cùng Robin nói liền rõ lộ vẻ có chút ý đồ bất chính. Trời ạ, ở mũ rơm đoàn hải tặc thậm chí ngay cả một cái có thể tâm sự cũng không có. Mình ban đầu tại sao phải tuyển trạch như thế một con thuyền hải tặc gia nhập vào a? Công chúa Vivi, ngươi tại sao muốn ly khai a? Ngươi vì sao không gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc a? Như vậy chính mình có ít nhất một cái có thể nói chi tâm nói người. Bon Curry, nếu như ngươi có thể tới mũ rơm đoàn hải tặc lời nói ta tuyệt đối hoan nghênh. Chỉ cần có ta ở tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt ngươi gia nhập vào. Ông trời a, cho ta một cái có thể nói chi tâm nói đồng bọn đi, coi như không phải một người bình thường cũng được, cho dù là một cỗ khô lâu đều được a. Đột nhiên, một hồi cầm âm vang lên, lập tức để tất cả mọi người tiến nhập cảnh giác trạng thái, có một người đi tới bên cạnh bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện, đây tuyệt đối cần cẩn thận. Bất quá khi chứng kiến người kia đại thể thân ảnh thời điểm, mọi người biến thả lỏng một hơi, bởi vì cái kia người đánh đàn nhân là một cái nữ sĩ, xác thực nói, là một cái nữ thiên sứ. Một cái mỹ lệ nữ thiên sứ, tựa hồ là cảm thấy bên này người nhìn nàng, nữ thiên sứ nói, Hezo. Lúc đầu chẳng qua là một câu đơn giản lễ phép từ ngữ, thế nhưng đối không đảo tri thức không biết gì cả trung nhẫn căn bản không biết cái từ ngữ này là có ý gì. Cũng không qua rõ cái này nữ thiên sứ đến cùng muốn làm cái gì, thế nhưng bọn họ nhưng có thể bản năng biết, cái này nữ nhiệt hẳn không có ác ý. Hiu, qua đây, hướng về phía trên mặt đất một cái sủng vật chào hỏi một tiếng, liền đối với mấy người nói, mấy người các ngươi là từ Lam Hải đi lên hả? Phải, ta sao là từ phía dưới vừa mới lên tới, ngươi là ở tại nơi này cái địa phương sao? Nghe được câu hỏi của đối phương, Luffy cũng rất lễ phép nói. Đúng, ta là cái này bên trong cư dân. Cái này nữ thiên sứ nói, hoan nghênh đi tới SKYPIEA thiên sứ hải vực. Cái vật kia ngươi muốn ăn ấy ư, ta tới giúp ngươi đi. Nói liền cho Luffy giới thiệu một chút tay hắn bên trong trái cây dùng ăn phương pháp. Lần đầu nếm được không đảo thuần thiên nhiên nước trái cây, Luffy lập tức bị cái này trái cây ngọt nước trái cây hấp dẫn. Mà danh nữ thiên sứ giới thiệu, tên ta là Conis, cái này tiểu gia hỏa là mây hồ ly, tên gọi Hiu. Có khó khăn gì địa phương cứ mở miệng không cần khách khí.
cái này tiểu gia hỏa cũng là hồ ly sao? Thật là đáng yêu a. Cũng không có làm sao quá qua ải chú Konis. Uzumaki Naruto chú ý là trong tay nàng hồ ly nói. Thật là, màu trắng hồ ly so với màu đỏ rõ ràng nghe lời khả ái sinh ra. Các người có nuôi màu đỏ hồ ly sao? Nghe được Uzumaki Naruto lời nói Konis kỳ quái nói. Nếu như có thể cho ta xem liếc mắt sao? Ở trên không đảo trên đất bằng sinh hoạt động vật có rất ít chứng kiến còn lại màu sắc, trong nước cùng không trung cũng không ít, thế nhưng trên đất bằng đến cùng nhưng không có thấy qua. Naruto vừa mới chuẩn bị nói cái gì đã bị Nami đẩy sang một bên nói, Naruto, ngươi trước không nên lãng phí thời gian, cái kia, Konis tiểu thư, ta chỗ này nhưng là có rất nhiều sự tình muốn biết đây, lại nói tiếp cái này bên trong đồ đạc đối với chúng ta mà nói đều là tuyệt không có thể tư nghị a. Làm phiền ngươi rồi, chương 114, Upper Yard, cũng không phải nổi máu ghen Naruto cùng những cái khác nữ nhân ở cùng nhau nói chuyện phiếm, bởi vì bọn họ đang nói chuyện chính là một con hồ ly, danh nhân con kia hồ ly ở đâu nàng đương nhiên cũng biết, nàng lúc này đây xác xác thật thật có rất nhiều sự tình cũng muốn hỏi Konis, có một viên đan bản địa ở chỗ này làm hướng đạo không thể nghi ngờ là nhất kiện rất đáng giá may mắn sự tình, lại nói nàng cũng không phải quá lo lắng Naruto sẽ hái hoa ngắt cỏ. Nghĩ lúc đó Naruto đang đuổi chính mình thời điểm, khi đó dĩ nhiên một điểm lãng mạn cũng đều không hiểu. Hơn nữa dĩ nhiên giống như lần đầu tiên gặp mặt nữ hài thỉnh cầu gặp gỡ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Naruto Nodoka cát sĩ như vậy là mê gái. Nhưng không nghĩ đến người này thậm chí ngay cả một cái nhâm quân trích hái mỹ nữ ngồi ở chỗ kia nàng không biết nên làm cái gì. Cho nên Nami đối với Naruto dị thường yên tâm, cho nên mới đối với Robin món đó sự tình không có gì lưu ý. Thế nhưng nàng không biết là loại này yên tâm tâm tình ở trên liễu không đảo về sau, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bởi vì một cái âm mưu đang ở vây quanh đoàn người này triển khai, âm mưu này hoàn toàn cải biến Naruto, mà đoàn người lúc này hồn nhiên không biết. Đột nhiên, Zoro nói, ừ, trên biển dường như có người nào. À, đó là ta phụ thân, Hezo, phụ thân đại nhân. Nhìn thấy đang ở hướng nơi đây xông tới người, Konis lập tức vung bắt chuyện đồng thời giới thiệu. Mà xông hướng bên này người cũng nói Hezo, Konis. Nhưng là cái này nhân loại vừa lên tới liền xuất hiện một cái đại ô long. Hắn lái đồ đạc đến lúc đó để Nami sinh ra hiếu kỳ. Có thể khó hiểu dùng bất luận cái gì động lực có thể ở trên biển đi. Nếu có vật này nói, như vậy vật này nhưng là quá dễ dàng. Nàng là vô luận như thế nào cũng muốn sở hữu một máy. Mà trải qua Konis giới thiệu, đã biết cái này là Waver gì đó về sau, Nami đối với nó càng là hiếu kỳ. Bất quá lúc này Nami đột nhiên nghĩ đến, dường như chính mình trên thuyền cũng có một cái, bất quá chỉ là có một ít cũ nát. Mà Konis cha gọi Pagaya, cái này nhân loại rõ ràng cho thấy một cái rất hiếu khách người, nói chuyện vài câu phía sau tức giận liền dung hiệp đứng lên, Waver vật này ở Luffy trong tay tuy là dị thường chắc trở, thế nhưng ở Nami trong tay lại rõ ràng cho thấy như cùng nàng tay chân giống nhau sử dụng nhẹ nhàng như thường, chiêu thức ấy nhưng Konis cùng Pagaya lại càng hoảng sợ. Bởi vì Waver vật này coi như là thiên phú người tốt cũng cần học tập thời gian mấy năm khả năng miễn cưỡng sử dụng. Thế nhưng Nami cái này lần đầu tiên sử dụng lại có thể sử dụng như vậy nhẹ nhàng như thường. Làm sao có thể không cho những người này giật mình đây? Nami có thể ở bạch trên biển chơi Waver, mà Luffy lại căn bản không có biện pháp khống chế. Không thể lại trên mặt biển bước đi đã để hắn cực kỳ sinh khí. Hiện tại Nami vừa tức hắn, để Luffy hết sức khổ sở. Nếu như chính mình không có ăn trái ác quỷ thì tốt rồi. Nami đối với cái này cái Waver rõ ràng cho thấy cực kỳ thích. Chơi sẽ không dự định đã trở về. Luffy đoàn người nhưng không có biện pháp chơi. Bởi vì bọn họ căn bản là không cách nào khống chế. Liền cùng thật Konis cùng Pagaya đi nhà của bọn hắn. Dọc theo đường đi, Pagaya nhiệt tình cho mấy người giới thiệu không đảo các loại sự tình. Để mấy người đối không đảo tò mò tức giận càng thêm nồng nặc. Tiếp lấy Konis lại giới thiệu các loại các dạng không đảo sử dụng dial, thanh âm dial, gió dial, đèn dial đằng đằng đồ đặc khiến người ta hoa cả mắt. Những thứ này vật kỳ quái để mấy người này thèm ăn nhỏ dãi. Rất muốn tìm cái địa phương đem các loại đồ đặc toàn bộ mua lại. Bất quá đáng tiếc duy nhất đúng là nơi này có tiền cũng chỉ có Usopp một người mà thôi. Uzumaki Naruto tiền tất cả đều ở Nami trong tay quản. Luffy trời sinh chính là kẻ nghèo hàn. Zoro tiền trên người đã chiếm được số âm. Mà Chopper càng là không có dư thừa tiền, lần này ở trên không trên đảo tìm kiếm dược liệu sự tình khả năng liền muốn tìm Nami đòi tiền mới được, nếu không. Cái gì đều không mua được, làm cơm tốt về sau,
Tất cả mọi người bắt đầu đại cật đặc cật đứng lên, không đảo thức ăn và trên đất bằng thức ăn mùi vị hoàn toàn khác nhau. Mới mẻ vị để lúc đầu khẩu vị cũng không nhỏ. Naruto cùng Luffy ăn chung nhận thức nhấc lên tốc độ. Hai người ăn tốc độ có thể nói thần tốc. Cái thứ nhất còn không có vào miệng, chiếc thứ hai cũng đã đến rồi bên mép. Hai người bọn họ ăn đều đã không phải đơn thuần ăn cơm. Hai người bọn họ ăn quả thực giống như là chiến đấu giống nhau, loạn rối tinh rối mù. Bất quá vừa lúc đó Sanji nói, kỳ quái, Nami tiểu thư vì sao không có ở trên biển đâu? Cái gì, Nami không có ở trên biển? Nghe được tin tức này lúc đầu đang ở ăn đồ Naruto lập tức nuốt xuống miệng bên trong đồ đặc đến Sanji bên cạnh nhìn thoáng qua hải đảo. Chuyện gì xảy ra, mới vừa hải ở trên biển, sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm đi. Không xong, hắn không trở về cái kia địa phương đi. Đột nhiên, Conis nhéo mắt nói, nếu quả như thật đi cái kia địa phương liền nguy rồi. Chứng kiến Conis ánh mắt, Naruto rõ ràng có thể nhìn ra được Conis là rất dáng vẻ khẩn trương. Lập tức nói, chuyện gì xảy ra, cái kia địa phương là nơi nào, đi nơi nào sẽ như thế nào. Chứng kiến Conis biểu tình, Naruto lúc đầu có một ít lo lắng tâm nhất thời trở nên khẩn trương lên. Conis nói, ở nơi này SKYPIEA có một vô luận như thế nào cũng không thể đặt chân địa phương. Cái kia địa phương là thánh vực, cái này người bên trong nhóm đúng như vậy xưng hô cái kia địa phương, thần ở địa phương, Upper Yat. Thần, đối với cái này một chữ, biểu tình của tất cả mọi người rõ ràng cũng không giống nhau. Luffy là có một ít hưng phấn, bởi vì hữu thần ở địa phương nhất định rất thú vị, mà Chopper cũng có chút hưng phấn, bởi vì thần hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Uzumaki Naruto thì là nhíu chân mày lại, bởi vì đối với thần vật này hắn cũng không phải cực kỳ tin tưởng. Mà Zoro thì vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, bởi vì hắn hoàn toàn không phải tin tưởng thần loại vật này tồn tại. Sanji thì là có chút ngạc nhiên, bất quá Usopp thì có một ít khẩn trương. Thần, loại này cao không thể chạm gì đó nơi đây thật sự có sao? Nghe xong Conis giới thiệu, mấy người trong lòng nhiều hơn một nhẹ nhẹ nghi ngờ, mà Luffy thì là nhiều hơn một nhẹ nhẹ hưng phấn. Tuyệt đối không cho phép người bình thường đăng nhập, hơn nữa biết trên đảo tất cả mọi người cử động, hơn nữa còn là một cái người hết sức mạnh. Luffy dường như nghe thấy được mạo hiểm khí tức, bất quá Naruto nói, như vậy nếu như đổ bộ sẽ như thế nào, hoặc có lẽ là cũng không phải cố ý đăng nhập, chẳng qua là bởi vì không phải cẩn thận, tò mò đổ bộ, lúc đó như thế nào đây? Còn có a, Conis tiểu thư, người có thấy qua hay chưa cái kia gọi Ino thần à? Loại này sự tình làm sao có thể? Nghe được Naruto đối với Ino giọng bất kính, Conis lập tức nói, nơi đó nhưng là chỉ có thần cùng thần quan mới có thể ở địa phương, làm sao có thể để cho chúng ta những thứ này phổ thông thiên sứ đi lên. Hơn nữa thần chi thổ địa Upper Yat, cái này tuyệt đối không cho phép đặt chân địa phương, một ngày đặt chân lên đi, chính là đánh phá thần quy định, coi như là đối với thần khinh nhờn thần nhân, không có người có thể sống lại. Một câu nói để Uzumaki Naruto Nodoka cát sĩ nhãn thần giật mình, không thể sống lại, như vậy nói cách khác nhất định sẽ chết. Sanji càng là giật mình ngẩn người ra đó, mọi người sắc mặt đều không tốt xem, còn có Luffy ở nơi nào hai mắt sáng lên nói, tuyệt đối không thể đặt chân địa phương ấy ư, dĩ nhiên có loại này địa phương, thật là không có có nghĩ đến. Vậy đi nơi đó nhìn một chút, Naruto lập tức nói, Luffy, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Ngươi nghĩ đi thôi, ngươi cái ánh mắt này lừa không được bất luận kẻ nào. Hiện tại chúng ta liền lái thuyền tới, trước xác nhận Nami có hay không đi chỗ đó làm đảo. Ngươi ở đây đùa gì thế a? Usopp nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto mũi nói, ngươi mới vừa không có nghe sao? Cái kia địa phương là tuyệt đối không thể đặt chân địa phương, nếu không không có người có thể sống lại, lỗ tai của ngươi điếc sao? Vừa không có nói nhất định phải lên đi. Uzumaki Naruto kêu lên, chẳng qua là đi xem, nếu như Nami không có đi tới chúng ta trở về thì tốt rồi. Ở chỗ này lấy lòng căn bản là tính không xuống. Một phần vạn cũng bởi vì ngươi như thế làm lỡ thời gian. Nami không phải cẩn thận đặt chân lên cái kia đảo làm sao bây giờ. Lần trước tuy là nàng may mắn thắng Miss hai tay chỉ, thế nhưng đó dù sao cũng là may mắn. Từ Zoro giải thích bên trong là cá nhân cũng có thể nghe hiểu đối phương khinh địch đi. Nhưng lần này đối phương là thần. Nếu như Nami không có leo lên hòn đảo kia chúng ta cũng không có đi lên cần phải. Nếu như Nami leo lên hòn đảo kia liền nhất định phải ở nàng xảy ra nguy hiểm phía trước đem nàng sẽ trở lại. Còn nữa, người không sẽ là sợ chưa? Nếu như sợ ngươi ở nơi này cái địa phương chờ đấy,
nếu như Nami đã trở về liền nói cho nàng biết một tiếng chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Nếu như nói vẫn không có đến khi chúng ta cùng Nami trở lại, e rằng ngươi liền muốn một người ở trên không trên đảo sinh sống, ngươi tên hèn nhát này. Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Robin, đi nhanh một chút. Ngoặc kép, chờ một cái. Nói xong Luffy một tay lấy tất cả mọi thứ bỏ vào trong miệng nói, được rồi, chúng ta đi trên cái đảo kia mạo. Không phải, chúng ta đi tìm kiếm Nami, không thể để Nami đặt chân lên cái kia đảo. Luffy, là một người là có thể nghe hiểu, bất quá lúc này đã không có thời gian so đo, hiện tại nhiều làm lỡ một phút đồng hồ, Nami là thêm một phần nguy hiểm. Bất quá Naruto đang chuẩn bị xông ra thời điểm Sanji lập tức ngăn lại hắn nói, này, trước chờ một chút. Người biết cái kia Upper Yacht ở nơi nào ấy ư, giống như người vậy loạn chuyển làm sao có thể tìm được người. Connie tiểu thư, người có thể dẫn chúng ta đi cái kia địa phương ấy ư, không cần lên đảo, chúng ta chỉ cần biết rằng đường ở nơi nào là được rồi, những thứ khác sẽ không có quan hệ thế nào. Mặc dù là chúng ta lên đảo, người miễn là còn ở lại trên thuyền là được rồi đi. Tuy là muốn khuyên mấy người, nhưng nhìn đến Naruto Nodoka cắt sĩ thần tình. Còn có mấy cái xúc thế đại phát người, Connie biết mình căn bản không khuyên nổi bọn họ, liền đáp ứng mấy người mang bọn họ đi Upper Yacht. Bất quá nàng ở trong lòng vẫn cầu khẩn, hy vọng Nami có thể sớm một chút trở về, nói như vậy mấy người này cũng không trở thành mạo hiểm xúc động thần nguy hiểm đi cái kia địa phương. Từ phía trước tiếp xúc bên trong Connie nhìn ra được, mấy người này cũng không phải phần tử xấu, cho nên hắn không quá hy vọng mấy người này xuất hiện nguy hiểm. Chương 115, cùng Naruto quan hệ. Uzumaki Naruto ba chữ triệt để Usopp sững sờ đến nơi đó. Từ gia nhập mũ rơm đoàn hải tặc về sau, mình và Naruto quan hệ mặc dù nói không tính là quá tốt, thế nhưng cũng không kém. Lần trước Nami bằng vào cùng với chính mình vũ khí đánh ngã đối phương một cái cao cấp đặc vụ về sau, Naruto quan hệ với hắn càng là khá hơn một chút, tốt đến tự có chút quên hết tất cả. Đối với Naruto mà nói, chính mình mặc dù là một cái đồng bọn, nhưng là lại không phải là tối trọng yếu một cái, so ra hắn quan tâm nhất là Nami cùng Luffy, mà chính mình đối với hắn quan hệ nhiều lắm chính là so với Sanji cùng Robin mạnh hơn một chút, thậm chí còn mình cũng không nhất định có thể cùng Chopper so sánh với, hắn cùng quan hệ của mình tốt, không sai, thế nhưng vậy muốn đang cùng Nami Luffy không có liên tiếp thời điểm, đang cùng Nami Luffy có liên tiếp thời điểm, hắn liền có chút không đáng giá một đồng. Bất quá lại nói tiếp, tự hồ đang nơi đây sợ cũng chỉ có chính mình, chứng kiến con ít cái này đơn bản địa cũng không tích mạo lấy khinh nhờn thần tội danh hỗ trợ, cùng Usopp nói, chờ một cái. Nói tiếp ra khỏi khẽ lật hào ngôn trạng ngữ, nghe Luffy cùng Chopper hai mắt ứa ra tinh tinh, bất quá mấy người khác hoàn toàn không có đem lời của hắn coi thành chuyện gì to tát, nghe nửa đoạn Sanji rốt cuộc không nhịn được nói, được rồi, đi thôi. Không có thời gian ở chỗ này nghe lời ngươi nhiều lời. Khó được. Lúc này đây Sanji cùng Naruto đứng ở mặt trận thống nhất, câu thường nói, nhất sơn khó chứa nhị hổ, hai người kia rõ ràng chính là cái này tình huống, nhưng là khi đồng bạn gặp phải nguy hiểm thời điểm, mặc dù là hai lão hổ, bọn họ cũng sẽ cùng nhau chống đỡ bọn họ cùng chung địch nhân, tựa như bây giờ. Leo lên Going Merry về sau, đột nhiên gió hướng chuyển biến, muốn đi Upper Yacht rõ ràng cho thấy không thể nào, nghe được câu này Usopp trong lòng âm thầm hô một ngụm. Bất quá ngoài miệng lại nói, ghê tởm, lúc đầu đều chuẩn bị xong muốn đi tìm Nami, lại vào lúc này cải biến gió hướng, thật là không có biện pháp. Nếu là thiên ý, chúng ta đây đợi lâu gió hướng thay đổi rồi hãy nói. Zoro, người mang theo Connie, hai chúng ta cùng đi. Cũng không để ý tới Usopp, Uzumaki Naruto trực tiếp hạ lệnh. Zoro còn chưa mở lời, Sanji lại phẫn nộ kêu lên, người đùa gì thế? Tại sao muốn người này mang theo Connie tiểu thư, dựa vào cái gì các ngươi phải hai người? Ta cũng muốn đi, mang theo một nữ nhân đi đối với Naruto mà nói không có gì đáng lo, thế nhưng loại chuyện tốt này vì sao sẽ không đến phiên mình trên người? Zoro phương hướng cảm giác không mạnh, nếu như nói một mình hắn đi rất có thể đi lạc, mà ta bất kể cái gì tình huống bên dưới đều có thể tìm trở về. Ta cần mang theo Connie tiểu thư nguyên nhân là ta không biết đường. Nếu không ta một người đi ngay, Zoro mang theo Connie đi nguyên nhân chủ yếu là để hắn một hồi có thể đem Connie mang về. Bởi vì nếu như Nami xảy ra điều gì nguy hiểm ta muốn ứng đối một cái, điểm trọng yếu nhất là, ngươi sẽ ở trên mặt nước hành tẩu sao?
Naruto một câu nói để Sanji bất đắc dĩ, không thể ở trên mặt nước bước đi. Cái này đại biểu hắn không có khả năng có rất đô sô long như vậy tiện lợi điều kiện. Trước đây học tập nhẫn thuật thời điểm, hai người kia lại có thể được tuyển chọn, mà chính mình lại không thể. Lắp phi người này bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân không thể ở thủy thượng đi. Mà nếu như mình có thể học được nhẫn thuật, chính mình có thể ở thủy thượng tự do tự tại chạy trốn. Như vậy loại chuyện tốt này tuyệt đối sẽ đến trên người của mình. Zoro người này ngồi xuống, cũng rõ ràng có chút không quá nguyện ý không. Naruto, chờ một chút, ta cũng muốn đi. Nói từ trên thuyền lấy ra một cái cũ nát waver phóng tới bạch trong biển. Nhưng là cái bộ dáng này waver không muốn nói chạy, ngay cả nổi trên mặt nước cũng không có cái gì khả năng. Luffy không nghi ngờ chút nào rơi mất xuống phía dưới. Đem Luffy vét lên tới về sau, Naruto một bên chèn ép Luffy cái bụng bên trong thủy, vừa nói, ngươi làm gì thế dùng loại đồ vật này, loại đồ vật này rõ ràng cho thấy không thể dùng đấy. Nhưng là ta muốn đi Upper Yacht bên trên. Không phải, ta muốn đi tìm Nami. Lời còn chưa nói hết, từ trong bụng liền lại hộc ra rất nhiều thủy. Naruto nói, vậy ngươi để cho ta cõng người đi không được là được rồi ấy ư. Còn nữa, ngươi có cần gì phải nói xạo ấy ư. Bất quá chỉ là muốn đi cái kia đảo mạo hiểm ấy ư. Thật là, trái ác quỷ thật đúng là phiền toái đồ đạc. Cái kia người bên trong tất cả đứng lại. Vừa lúc đó một người gọi tiếng kêu vang lên. Lần này để Uzumaki Naruto có một loại muốn ghét người xung động, dường như hôm nay đi ra ngoài tìm Nami là tất nhiên phiền phức không ngừng, có thể hay không đi là một cái ẩn số. Suy nghĩ gian xa xa những cái này đội nón trắng nhân đang ở hướng bên này gần lại gần, nhìn đến gần những người đó, Uzumaki Naruto rất kỳ quái, những người này dĩ nhiên tại phủ phục đi tới, bình thường tình huống bên dưới phủ phục đi tới là ở trong bụi cỏ lo lắng địch nhân phát hiện mà làm chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại cái này địa phương nhưng là bãi cát, căn bản không át hiểm, hơn nữa hắn còn đã kêu bên này người, ngay trước bên này nhân mặt phủ phục đi tới, hơn nữa cái này phủ phục tốc độ đi tới cũng quá chậm, nếu như là lời của mình 7-8 cái qua lại đều đã xong, bọn họ bọn người kia đang kéo dài thời gian sao. Đi tới bên người mọi người sau đó, cùng Konispagaya lên tiếng chào hỏi, liền đem ánh mắt nhìn nghĩ bên này có người nói, chính là các ngươi những người này đi. Từ Lam Hải đi tới nơi này bên trong 8 gã phi pháp vào quốc giả. Chuẩn bị tiếp thu ngày chế tài đi. Phi pháp vào quốc, chuyện gì xảy ra? Nghe thế mấy người nói Luffy có điểm kỳ quái nói. Mà Naruto lại có chút lo lắng nói. Ngày chế tài, đồ chơi gì, uy, mặc kệ các ngươi muốn tiến hành cái gì chế tài nhanh một chút. Chúng ta bây giờ còn có trọng yếu việc cần hoàn thành. Làm lỡ không được các ngươi nhiều chàng thời gian. Bất quá xin ngươi chú ý ngươi nói chuyện giọng nói. Nếu không, sẽ nặng thêm tội của ngươi. Cái này thủ lĩnh bộ dáng có người nói, từ vừa rồi thiên quốc cửa giám thị quan Amazon nơi đó bỏ vào dùng ánh tượng đai ô hình chụp. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại các ngươi chẳng qua là phi pháp vào quốc, ở trên thiên thẩm phán bên trong chỉ thuộc về đệ thập nhất cấp phạm tội. Nếu như các ngươi bằng lòng tiếp thu trừng phạt có thể đem các ngươi trở thành an toàn ngắm cảnh du ngoạn khách. Thấy không người làm sao mở miệng, người đội trưởng này rất là thỏa mãn kết quả như vậy, bởi vì hắn cho là hắn khí thế đã hoàn toàn chế trụ những người này liền tiếp tục nói. Nghe xong lời của hắn Sanji nói, như vậy rốt cuộc là dạng gì nghiêm phạt, thật là, mặc dù nói xảy ra chút ngoài ý muốn, thế nhưng cái kia nghiêm phạt rốt cuộc là cái gì? Rất đơn giản, miễn là trả giá gấp 10 lần vào quốc không phải là được rồi. Đối với những người này thái độ hiện tại hắn là vừa lòng phi thường, bởi vì như loại này người yếu có thể phòng ngừa SKYPIEA gây ra phiền toái gì, nếu như không có tiền liền cho bọn họ khu trục đi, nếu như vẫn phiền phức thần quan nhóm xuất thủ có thể chính mình cái này vị trí sẽ không đảm bảo, nghĩ tới đây nói, miễn là lập tức giao nạp, tội của các ngươi có thể xóa bỏ. Một người 100 ức Akers Doru, 8 người chính là 80 tỷ Akers Doru. Xin phối hợp công việc của chúng ta. Sau đó chúng ta liền lập tức ly khai, thậm chí còn có thể cấp cho các vị một ít trợ giúp. Lại là Akers Doru, thật là khiến người ta không biết đồ đạc. Nghe được cái từ này ngữ Usopp cảm giác mình có chút đầu đại đạo. Này, Akers Doru đổi thành Bailey là bao nhiêu? Trên người hắn vẫn ít nhiều có chút tiền, bình thường tình huống bên dưới nhập môn chi phí cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu như là như vậy nói chính mình có thể trả. Nghe được Bailey hai chữ, cái này nhân loại nói, Bailey là Lam Hải thông dụng tiền đi. 1 vạn Akers Doru hối đoái 1 Bailey. 800 vạn bối lợi sao?
thực sự là một khoản không nhỏ phí dụng. Nghe thấy con số này, Robin cảm giác có điểm đau đầu. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng thế giới chính phủ cũng không đồng dạng. Chóc nã Naruto tiền thưởng số lẻ là đủ rồi. Thế nhưng nếu để cho bọn họ xuất ra nhiều tiền như vậy, đơn giản thì có một ít rất nhiều, bởi vì này đối với bọn họ mà nói là một cái con số rất lớn. Đối với dạng này sự tình, Robin cùng Zoro giữ vững trung lập thái độ. Dù sao kinh tế không về bọn họ quản, Sanji thì là phản đối, Luffy là vô tri, Chopper phải không giải khai. Bất quá Usopp nói, chờ một cái, chúng ta thương lượng trước một cái, bất quá là trả tiền mà thôi. Chúng ta bên này trông coi kinh tế nhân không ở, người cũng thấy đấy, chúng ta bên này thiếu một cá nhân, người miễn là ở chỗ này lẳng lặng mà đợi đợi là được rồi. Chứng kiến đối phương bình tĩnh lại, Usopp nói, à, 800 vạn bối lợi, tuy là rất nhiều, thế nhưng Nami cũng có thể cầm ra được. Tốt nhất vẫn là trả đi, dù sao chúng ta ở Lam Hải đã bị định nghĩa là tà ác hóa thân, ở nơi này địa phương nếu như cũng bị định nghĩa là tà ác, vậy thực sự là qua phố con chuột. Lại nói, lần trước ở Thải Hồng trong sương mù chúng ta lấy được tài bảo tuyệt đối không chỉ mấy cái chữ này vài lần đi, còn có lần trước Naruto ngươi từ Alabasta Hải Miêu bên trên rút ra vòng tay cũng tuyệt đối vượt lên trước mấy cái chữ này vài lần, cho nên Nami cũng có thể thanh toán, chúng ta ở trên không đảo coi như lương dân đi. Không nên nói đùa, Naruto nhìn Usopp nói, chứ không muốn nói khác, dựa vào cái gì bọn họ phải trả tiền thì trả tiền, nếu như điều này nhịn. Vậy tại sao phải nhiều như vậy, nhiều tiền như vậy nhưng là đủ ta và Luffy còn có mọi người ăn đã lâu, điều này cũng nhịn. Nhưng là từ đối phương thái độ mà nói chúng ta tại sao muốn nghe bọn họ, điều này nhịn. Coi như thêm đến cùng nhau ta đều nhịn, thế nhưng ta có một vấn đề hỏi ngươi. Ngươi có thể cam đoan Nami hiện tại an toàn ấy ư? Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, mặc dù là Nami hiện tại an toàn đã trở về, ngươi cảm thấy từ trong tay nàng bắt được tiền có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Chương 116, trong bóng tối ánh dạng đông. Nghe được Naruto lời nói, Usopp nuốt nước miếng một cái nói, có khả năng phỏng chừng so với Luffy đánh thắng thần có khả năng còn thấp hơn. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta giải thích, ngươi đi giải thích đi. Để Nami từ trong túi bỏ tiền lời như vậy ta sẽ không tùy tiện nói, nhất là hôm nay. Nói xong Naruto nhảy tới Going Merry đầu dê bên trên lẳng lặng mà đợi lấy, mà Zoro nói, ta còn thiếu nàng rất nhiều tiền, ta cũng không muốn đến lúc đó để cái kia vampire một dạng nữ nhân nắm chặt hút khô rồi. Giao không giao tiền với ta mà nói không sao cả, ngược lại ở gia nhập vào phía trước ta thì có cái này giác ngộ. Robin thì là vẻ mặt không sao cả. Sanji bó lại tóc của mình nói, hướng nữ sĩ đòi tiền loại này sự tình, nhất lại là giống như Nami tiểu thư như vậy mỹ lệ nữ sĩ, ta làm không được. Robin tiểu thư, chúng ta đi uống trà đi. Không muốn, ta tuyệt đối không nên tìm Nami đòi tiền. Sẽ bị giết, nhìn Usopp ánh mắt thổi qua đến, Chopper sợ đến lập tức núp vào, bất quá tránh né phương hướng sai rồi. Tất cả mọi người thái độ làm cho Usopp càng thêm bối rối, chỉ có chính mình đáp ứng sự tình. Nếu như không hoàn thành chính mình không chỉ không có mặt mũi, hơn nữa rất có thể phía sau thuộc về vô cùng thảm, nghĩ vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Luffy. Nhìn Usopp ánh mắt, Luffy còn chưa mở lời, Usopp nhân tiện nói, thuyền trưởng, ta vĩ đại thuyền trưởng, ta biết ngươi sẽ không bỏ lại ta đúng không, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta đúng không. Yên tâm đi Usopp, hai chúng ta nhưng là hảo huynh đệ, ngươi làm sự tình ta đều chống đỡ. Luffy một câu nói để Usopp thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khẩu khí này còn không có tùng hoàn, ánh mắt của hắn đột nhiên lại căng thẳng lên, bởi vì hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới vừa Luffy, ngươi làm sự tình ta đều chống đỡ, người này chỉ là ở trên tinh thần chống đỡ a, hắn căn bản sẽ không giúp mình a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình muốn một mình tìm Nami đòi tiền? Làm như vậy không khác nào cùng hổ mưu thực, cùng tự tìm tự lộ khác nhau ở chỗ nào? Bất quá vẫn là đối với cái kia tuần tra đường cái, thương lượng xong, tất cả mọi người đồng ý. Không biết bọn họ trò chuyện gì gì đó, McKinley mới vừa tra được không biết, thế nhưng miễn là trả tiền là được rồi, liền an an lẳng lặng mà đợi đợi bọn họ nghiêm phạt Kim. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, mặc dù không biết rõ vì sao thần hội cần nhiều tiền như vậy, thế nhưng thần mệnh lệnh cao hơn tất cả, cho nên hắn liền bắt đầu không ngừng bới móc, từ phá hư, đến trộm đồ. Vẫn từ thập nhất cấp đến rồi lục cấp tội, nghe những thứ này không giải thích được tội danh Naruto đã sớm muốn đánh hắn một bữa, thế nhưng bị Usopp gắt gao lôi kéo, bởi vì dùng Usopp lại nói,
hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Nami tiêu tiền. Mà lúc này đây Nami cũng mở ra waiver đã trở về. Nhưng là cùng Naruto dự liệu giống nhau, Nami tuyệt đối là cự tuyệt thanh toán nhập môn phí. Không muốn nói Naruto, nơi đây kỳ thực mỗi người đều đã nghĩ đến. Tuy là đã sớm nghĩ đến, thế nhưng không nghĩ tới Nami hành vi đã vậy còn quá quá kích. Lập tức, vốn đang có thể hóa giải hành vi phạm tội lập tức biến thành đệ ngũ cấp. Nghe được câu này Usopp đưa ra khỏi cửa khí đạo, há, hoàn hảo a, chỉ là đệ ngũ cấp tội phạm. Tuyệt không được, Connie nói, nếu như bị định nghĩa là đệ ngũ cấp tội, như vậy thì sẽ bị xử là lưu vân chi hình. Cũng chính là tử hình. Nghe được khắc nai, Chopper Usopp cùng Nami lúc đó cũng có chút choáng váng. Nami cũng có một chút điên cuồng, mới vừa bởi vì nghe được 800 vạn bối lợi mấy cái chữ này quả thực cực kỳ sinh khí. Thế nhưng nếu như muốn ở chỗ này hào hào ngây ngô chỉ sợ cũng chỉ có trả cái này 800 vạn bối lợi. Cũng may có Naruto ở, về sau ở kiếm là được rồi, bất quá không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chính mình mới vừa cái kia lập tức đừng nói là thường nhân, coi như là siêu người bình thường cũng chịu không nổi đi. Đương nhiên, trên thuyền bốn cái tương đối BT, rất phi thường, gia hỏa ngoại trừ. Thế nhưng cái tên kia rõ ràng không giống như là siêu người bình thường. Tại chính mình mới vừa cái kia một lúc sau không muốn nói có thể chữa khỏi hay không, chí ít đã bị đụng hôn mê, mặc dù cũng không sợ mấy cái binh, nhưng là thần công kích nàng nhưng là mới vừa thấy được một lần, nàng cũng không muốn loại vật này hàng lâm đến trên người của nàng. Naruto trên người có cửu vĩ, mặc dù không biết rõ cái này cửu vĩ thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng chắc là không như thần lực lượng mạnh mẽ. Connie tuy là đã để bọn họ chạy trốn, thế nhưng rõ ràng không người nào nguyện ý chạy trốn. Bởi vì Naruto lắp phi không muốn chạy trốn. Naruto nói, có gì ghê gớm đâu, ngược lại đã đến ngũ cấp tội, sớm biết đến rồi ngũ cấp tội không cần bỏ ra tiền ta đã sớm làm thịt cái tên kia. Tên kia rõ ràng chính là dài một tấm khiếm biển mặt, nếu như không phải Usopp ngăn chúng ta đã sớm đem hắn đánh gục. Nói không sai, Zoro nói giúp vào, như là đã phạm vào ngũ cấp tội, như vậy chúng ta sẽ không cần lo lắng có cái gì chuyện phát sinh, dù sao ngay cả tuần tra đội đều đánh. Cũng có thể không có gì có thể so với cái này lỗi nặng hơn đi. Nói nhìn về phía Nami, Nami chân mày giật mình nói, làm cái gì, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Không có ý gì, ta có thể không phải cùng cái tên kia to gan như vậy, dám đối với ngươi có ý gì? Nói xong Zoro về tới trên thuyền tiếp tục ngủ, hắn không muốn vì khác sự tình lãng phí sức lực, chỉ có huấn luyện thời điểm hắn mới sẽ đi lãng phí sức lực, bình thường thời điểm liền đi ngủ. Hết khả năng nhiều tiết kiệm một chút xíu khí lực, mà Nami đưa mắt nhìn về phía Luffy hiển nhiên cũng không được, bởi vì Luffy mê cung biểu hiện không muốn ly khai. Naruto, chúng ta vẫn là ly khai đi, chẳng qua là một cái không đảo không cần phải. Vẫn ngốc tại chỗ này đi, nếu không chúng ta nhưng là rất nguy hiểm. Thực lực các ngươi hoàn toàn chính xác mạnh, ta cũng biết cựu vĩ lực lượng căn bản là không thể tưởng tượng. Thế nhưng nếu như có thể mà nói ta còn không muốn sớm như vậy biết cựu vĩ cùng thần cái kia mạnh hơn, chúng ta ly khai đi. Chỉ có ngươi có thể khuyến di chuyển Luffy. So với Sanji, rõ ràng vẫn là Naruto lời nói tương đối dùng được một ít, đồng dạng chiêu số hướng về phía hai người đều có hiệu quả giống vậy tình huống bên dưới. Hãy tìm Naruto tương đối khá, ôm Naruto cánh tay, Nami từ một tiểu tặc miêu biến thành một con nũng nịu khả ái tiểu miêu. Loại này nũng nịu phương thức đối với Naruto rõ ràng có không nhất thiết hiệu quả, bất quá Naruto rất nhanh hô một ngụm khí đạo, vậy ngươi có rời đi phương pháp sao? Ít nhất cũng phải biết phương pháp mới có thể đi. Rời đi phương pháp rất đơn giản a, miễn là. Nói đến đây Nami đột nhiên không mở miệng được, bởi vì nàng mới nhớ tới nhất kiện sự tình, nơi đây cũng không phải lục địa, mà là cách lục địa có một vạn công xích bầu trời đảo, cái này địa phương đi lên là ở trên đến. Thế nhưng nếu như muốn xuống phía dưới, từ một vạn công xích cao độ xuống phía dưới, coi như phía dưới là đại hải như vậy Going Merry cũng nhất định sẽ thịt nát xương tan, coi như là mấy cái này siêu nhân cũng nhất định sẽ táng thân Long Cung. Nghĩ tới đây Nami có một ít muốn khóc, mình đương thời tại sao muốn quyết định tới không đảo A, hiện tại được rồi, muốn đi không đi được, lưu lại cũng là chết, mà Luffy lúc này cười một cách tự nhiên nói, ha ha, Naruto nói rất đúng A. Ngược lại chúng ta ở chỗ này đã phạm vào tội, đã là chắc chắn phải chết, cho nên chúng ta đi cái kia Upper Yacht mạo hiểm đi. Dường như cũng chỉ có thể như vậy. Robin nhún nhún vai nói, nếu như chúng ta ở lại chỗ này, sẽ cho cái này bên trong hai cái người vô tội thêm phiền phức đi, cho nên chúng ta chỉ có thể ly khai.
nếu như phải ly khai chỉ có thể tìm Không Đảo người, chỉ có bọn họ mới biết được làm sao ly khai Bạch Hải. Thế nhưng chúng ta bây giờ là ngũ cấp tội phạm, bình thường Không Đảo cư dân chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết. Mà nếu như chúng ta tìm Connie, bọn họ phụ thân, nữ nhi hai cái nhất định sẽ chịu liên lụy, cho nên nói chúng ta bây giờ có thể nói cơ hồ là tứ cố vô thân, e rằng đời chúng ta tử đều muốn vây ở cái này Không Đảo tiến lên. Hoặc là cùng Gary ngang thuyền giống nhau, tiếp thu Lưu Vân hình pháp. Bởi vì chúng ta cùng không thể không có biện pháp ly khai, hoặc là giống như Lắp Phi nghĩ đi địa phương, nhìn thần hội sẽ không cho chúng ta trợ giúp, coi như không để cho chúng ta trợ giúp, cũng hầu như so với Lưu Vân được rồi. Vì sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy nói ra đáng sợ như vậy nói? Nghe thế một câu nói, Nami triệt để muốn khóc, chính mình nhưng là vẫn còn tuổi trẻ sức sống tốt nhất thời cơ. Chính mình nhưng là không muốn chết a, bất quá tục ngữ nói trời không tuyệt đường người, đang ở nàng thống khổ muốn khóc thời điểm, một thanh âm dường như thiên lại chi âm nói, chúng ta không phải có cái còi ấy ư, chạm canh gác một tiếng không liền có thể lấy rồi sao. Nói câu nói này người không là người khác, chính là ở một bên ngây ngô vẫn không có mở miệng Chopper, nghe được câu này, Nami tựa hồ đang trong bóng tối thấy được một nhẹ nhẹ ánh dạng đông, tai nghe đến Usopp nói một vạn Akers Doru bằng một Bailey. Như vậy bầu trời kỳ thực mới. Có một lần chỉ cần 500 Bailey, cái giá tiền này quá tiện nghi, ôm Chopper, Nami hưng phấn nói Chopper, quả nhiên a, thời điểm mấu chốt cũng là ngươi nhất đáng tin. Ngươi tên hỗn đản này, coi như là ngươi nói á đủ được, ta cũng sẽ không cao hứng. Ngươi là tên khốn kiếp, tuy là nói như vậy, thế nhưng Chopper biểu tình hưng phấn dị thường. Chương 117, đệ nhị cấp tội. Nhưng là đến mỗi cái này hài lòng thời điểm luôn là có bừa bộn người đến quấy rối. Mackenzie đột nhiên xuất hiện, người này quả nhiên không phải người bình thường, bị ác như vậy ngoan va vào một phát đã vậy còn quá nhanh liền đầy máu sống lại, bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực ngoan cường, không có bất kỳ khách khí. Cái này nhân loại đối với mũ rơm đoàn hải tặc nhân hoàn toàn chính là gương mặt coi rẻ, không để ý Connie cầu tình, nói các ngươi bọn người kia đã có thể xác định phạm vào ngũ cấp tội. Các ngươi phải tiếp thu Lưu Vân chế tài, không muốn ý đồ phản kháng, như vậy có thể khỏi bị đau khổ da thịt. Quả nhiên là hẳn phải chết nữa hả? Uzumaki Naruto đứng lên nói, này, mang bạch sắc cái mũ tên, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói, ngàn vạn lần không nên đem dã thú bước đến tuyệt lộ, bằng không, cho dù là một con thỏ hắn chính là sẽ phản kích. Nhất là đến rồi hẳn phải chết thời điểm. Như vậy hắn có thể đủ bộc phát ra mạnh mẽ đại lực lượng có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Trước nói cho ngươi biết một tiếng, phía trước đem ta bức bách người, ta đem hắn quốc gia đều tiêu diệt, ngươi phải thử một chút sao. Nhìn nói chuyện Naruto, trong nháy mắt này, Mackenzie cảm giác mình đối mặt cũng không phải một người, mà là một con đáng sợ dã thú. Mặc dù nói không có cựu vĩ áo khoác, cũng không có biến thành màu đỏ con mắt, nhưng là cùng cựu vĩ cùng một chỗ lâu như vậy. Trên người bao nhiêu có một ít cửu vĩ khí thế, chính là chỗ này chút khí thế để Mackenzie thân thể không tự chủ thân thể run rẩy. Nếu như không phải lâu dài nằm ở quan lớn, tiếp xúc không ít người cường đại, hắn phỏng chừng tự có khả năng hiện tại đã ngồi trên đất, vẫn không có động thủ, cạnh mình đã trước thua nhất thành, bất quá theo bản năng, hắn vẫn cho rằng không người nào dám đối với mình thế nào, dù sao mình nhưng là thần thủ hạ, những người này mặc dù là cường thịnh trở lại, hắn có thể quá mạnh quá thần quan ấy ư. Có thể mạnh hơn thần sao? Tuy là hắn không biết vì sao cảm giác trên người người này khí tức dường như không thua thần, thế nhưng dù sao thần cường đại đã là thâm căn cố đế, nghĩ tới đây nói, mọi người không cần phải sợ, đi giải quyết bọn họ. Nếu như bọn họ dám phản kháng, sẽ nặng thêm tội của bọn hắn. Ngươi là ngu si sao? Đã là tử hình, tăng thêm có ích lợi gì? Nói xong Naruto từ nhẫn trong túi sách lấy ra mấy chi phi tiêu. Bất quá lúc này Luffy kéo hắn lại nói, này, Naruto, lúc này đây ngươi cũng không cần động thủ, mấy tên này, liền giao cho ta được rồi, mới vừa ta đã nhẫn bọn họ rất lâu rồi. Không được, ta cũng nhịn rất lâu rồi, không bằng như vậy, chúng ta một người phân nửa, ngoại trừ bọn họ cái này thủ lĩnh bên ngoài, những người khác số lượng vừa lúc là số chẵn, còn dư lại một cái kia, thì nhìn chúng ta người nào giải quyết nhanh người nào thượng hạng. Nếu để cho Luffy bên trên, Naruto thật sự là có chút không muốn, thế nhưng cũng không có thể cự tuyệt Luffy cái này yêu cầu không quá đáng. Cho nên Naruto nghĩ ra như vậy một cái điều hòa biện pháp, Luffy cũng đáp ứng,
nhưng là lúc này một thanh âm vang lên nói, hai người các ngươi thật là có đủ rong dài. Nói lời này không là người khác, chính là luôn luôn nói ít nhất Zoro. Nhìn dáng vẻ của hắn, Naruto cùng Luffy có một cỗ phẫn nộ cảm giác, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn làm sự tình. Vẻn vẹn như thế trong chớp mắt, hắn đã giải quyết mọi người. Mới vừa Naruto cùng Luffy hai người ở tranh luận người nào giải quyết địch nhân thời điểm, Zoro đã xuất thủ đối mặt hai người không ngừng chức trách. Zoro chẳng qua là thản nhiên nói, ai bảo các ngươi hai cái nhiều lời như vậy, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì, anh hùng sao? Bất quá là một đám hải tặc mà thôi, không muốn làm mộng tưởng hão huyền. Một câu nói, để hai người nói không ra lời, thật giống như ngoài miệng dán cao su cái một dạng, hoàn toàn chính xác. Từ làm tới hải tặc về sau, chính mình cũng đã mất đi làm anh hùng tư cách, lại nói bọn họ cũng không có dự định làm anh hùng. Bất quá bọn họ không tính làm anh hùng, Mackenzie nhưng là phải làm anh hùng, lập tức phát ra một bước thao thao bất tuyệt. Nội dung rất đơn giản, bởi vì công kích bạch sắc bê rê thần sứ giả, cho nên phạm vào đệ nhị cấp lỗi, lúc đầu miễn là tiếp thu nghiêm phạt có thể. Thế nhưng hiện tại nhất định phải đối mặt thần quan chế tài, đến lúc đó đối mặt sẽ so với chết còn kinh khủng hơn sự tình. Bất qua đối với cỏ này mũ đoàn hải tặc căn bản không thèm để ý chút nào, như là đã làm ra sự tình, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận. Bất quá Naruto có một ít khó hiểu, nói, này, ta rất muốn biết đạo nhất món sự tình, nếu như đánh thần quan cùng thần, chuyện xảy ra mấy cấp tội? Nhất cấp tội sao? Không nên mơ mộng nữa, các ngươi tuyệt đối không thể nào là thần vãn năng cùng thần quan đối thủ, đối mặt bọn họ lực lượng cường đại. Các ngươi chỉ có thể dường như con kiến hôi một dạng mặc người chém giết. Nghe được Uzumaki Naruto không thèm để ý chút nào nói, Mackenzie có một ít khiếp sợ, dám can đảm nói ra lời như vậy, mặc dù là thần quan cũng không dám nghĩ sự tình, cái này nhân loại rốt cuộc là vô tri hay là thật có thực lực của hắn. Nhìn thấy tới đây người bên trong hầu như đều đi, Usopp nói, cái kia, mặc dù nói không có ý tứ, thế nhưng con ít, ngươi có biện pháp nào không giúp chúng ta trở lại chúng ta nguyên lai thế giới à? Xem ra cái này địa phương đối với chúng ta rất là không phải hữu hảo, mặc dù nói các bạn của ta tánh tình nóng nảy một điểm, thế nhưng một dạng không bị chọc giận chắc là sẽ không như vậy, mặc dù như thế cũng chỉ có thể nói xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái. Không phải, cái này đến không có gì. Connie cười khổ một tiếng nói, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Người mới vừa nói phải trở về nguyên lai thế giới cũng không phải là không thể, miễn là đi được xưng là thế giới phần cuối Cloudon lại nói bất định thì có biện pháp. Thế nhưng cái này địa phương ở phương đông xa xôi, nếu như muốn đi phải trả trước phải trở lại tầng dưới Bạch Hải đi, như vậy mới có thể ly khai. Mặc dù nói Luffy cùng Naruto cùng với Sanji cũng không quá quan tâm nguyện ý ly khai cái này địa phương, thế nhưng ở Nami buông lỏng giải thích, mấy người lấy cao ra 3 cm làm giá đáp ứng rồi ly khai. Kỳ thực Nami làm sao muốn sớm như vậy rời đi nơi này, của nàng Hoàng Kim Chuông còn không có tìm được rồi. Sau khi tìm được nhất định phải để cho Naruto giúp nàng mang đi. Nhưng là cùng tiền tài so với vẫn là tính mệnh càng trọng yếu hơn. Bây giờ Nami có thể nói là hối hận tím cả ruột. Nếu như nàng sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự tình, hắn đã bắt đầu liền giao tiền. Cứ như vậy chính mình có thể ở nơi này không đào tìm kiếm một đoạn thời gian Hoàng Kim. Coi như ngay từ đầu không có thanh toán, mới vừa mình cũng không nên xúc động như vậy. Bất quá là 800 vạn, đối với nàng mà nói cũng không tính nhiều. Lại nói chỉ cần tìm được Hoàng Kim Chuông muốn bao nhiêu cái 800 vạn không có. Nơi nào cần giống như bây giờ mạo hiểm bị đuổi giết nguy hiểm chạy trốn. Nếu như đối phương là nhân như vậy mặc dù ở mạnh mẽ Nami cũng sẽ chém giết hắn vật. Thế nhưng đối phương là thần, vậy không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mặc dù có chút thất lạc, thế nhưng không có biện pháp khác, nên đi cũng chỉ có thể đi. Đã biết một truyền người không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng con ít phụ nữ hai cái cũng không đồng dạng, hao hết thiên tân vạn khổ mới đi tới không đảo, bây giờ lại con ngây người không đến thời gian một ngày sẽ phải rời khỏi, thực sự là quá xui xẻo. Bất quá cũng không có biện pháp khác, từ Nami biểu tình đến xem nàng đã muốn nổi điên, nếu như lúc này cự tuyệt nữa ai cũng không thể cam đoan nàng sẽ làm ra cái gì sự tình đến. Bất quá nếu khó có được tới một lần không đảo, tay không mà về tuyệt đối không phải mấy người tính cách. Luffy Nodoka cắt sĩ chuẩn bị từ nơi này đạt được một ít không đảo bí chế đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn. Usopp muốn có được một ít sửa thuyền dùng công cụ, đang không có tìm được chân chính thu thợ đóng thuyền thời điểm. Chính mình nhất định phải đảm đương một đoạn thời gian, cho nên chính mình phải nhiều hơn chuẩn bị một chút. Mà nghe được cái này Naruto cũng muốn tìm Pagaya muốn một ít gì đó.
bởi vì hắn đối với mới vừa Connie giới thiệu Dio hết sức cảm thấy hứng thú, rất muốn cầm một ít đến, nói không chừng về sau sẽ có tác dụng gì. Zoro về tới trên thuyền không có bất kỳ lo lắng, Chopper cùng Robin biểu tình không sai biệt lắm, lo lắng dường như cũng chỉ có chính mình một cái, điểm ấy để Nami cảm giác rất bất đắc dĩ, bất qua chính mình sinh mệnh nhưng là rất trọng yếu, lần này coi như là dùng sức mạnh cũng muốn rời đi nơi này, không có tiền về sau gọi Naruto đi kiếm là được rồi, thế nhưng nếu như ngay cả mệnh cũng không có, chính mình thật có thể cái gì cũng làm không được, cũng may hiện tại đã cùng những người này nói thông. Mau mau rời đi cái này đáng sợ địa phương đi, vĩ đại đi nữa tuyến đường an toàn bên trên, mạo hiểm địa phương có rất nhiều, không cần phải. Ở nơi này địa phương liền kết thúc chính mình sinh mệnh. Ở Connie trong nhà, Usopp đang chuẩn bị cần tu thợ đóng thuyền có đủ, búa, cái đinh, cây búa, đằng đằng đồ đạc, mà Sanji thì tại dụng tâm chuẩn bị cái này lát nữa cho các vị nữ sĩ cùng nam sĩ thức ăn tiện lợi. Naruto ở Connie trong nhà nghiên cứu các loại các dạng Dio. Mà Luffy ở nếm thử cái loại này thức ăn tương đối khá ăn. Mặc dù là có Dio Uzumaki, Naruto cũng không hiểu được sử dụng. Nhân tiện nói, này, Connie, có thể giới thiệu cho ta một ít cái khác chủng loại Dio sao? Connie, đi nơi nào? Connie không nguyện ý nhất đúng là cùng mình các bằng hữu ra đi. Lúc này Pagaya bưng trà tới nói, người nhu cầu giải khai dạng gì Dio nói với ta đi. Ta đối với Dio hiểu rõ so với Connie tinh tường. Dù sao trước đây ta đã từng sinh sản quá loại này Dio, phương pháp sử dụng ta hiểu rõ hơn. Có hay không có thể chứa đựng đại lượng đồ vật bối xác a? Chúng ta trên thuyền có đôi khi rất nhiều thứ thả không xuống, cho nên cần dùng các loại phương thức chứa đựng. Được rồi đại thúc, cái kia ngươi là dùng waiver có thể đưa cho chúng ta ấy ư? Ta cảm thấy Nami phi thường thích cái vật kia, có nó về sau chúng ta sẽ ở trên biển gặp phải nguy hiểm thời điểm, Nami coi như không địch lại đối thủ. Chí ít có thể lấy chạy trốn. Có thể chứ, đại thúc. Cùng Luffy A cùng một chỗ lâu như vậy, hắn làm sự tình cũng chưa bao giờ biết khách khí. Nghe được Naruto lời nói Pagaya cũng không tiện cự tuyệt, lúc này liền đáp ứng. Bất quá lệnh Naruto thất vọng là căn bản mét có cái loại này có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm Dio. Bất quá Naruto không có quá khuyết điểm ngắm, bởi vì cũng không có cái gì sự tình là hoàn mỹ. Đạt được một cái hảo waiver Nami sẽ phải thật cao hứng. Lúc này Connie đi đến, chứng kiến Sanji chế luyện tiện lợi nói, há, vật này nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật a, khó có thể tưởng tượng vật này là thức ăn a. Ha ha, mỹ lệ Connie tiểu thư, ngươi thật đúng là có nhãn quang a. Sanji đứng lên nói, cái này nhất phân là chuyên môn làm cho ngươi, mỹ lệ thiên sứ tiện lợi, thức ăn đương nhiên muốn. Connie, ngươi làm sao, không thoải mái sao? Sanji vẫn chưa nói hết. Uzumaki Naruto liền ngắt lời nói, vì sao, ta cảm giác ngươi tựa hồ đang sợ cái gì, xảy ra điều gì sự tình sao? Chương 118, Naruto một câu nói để Sanji sững sờ, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm đột nhiên phát hiện Connie thân thể tựa hồ đang run, tuy là rất nhỏ, nhưng là mình cách nàng gần như vậy, hoàn toàn có thể cảm giác được, mà Naruto ánh mắt để Connie dường như lay động lợi hại hơn, cũng không phải Naruto ánh mắt có bao nhiêu dọa người. Chân thực vừa vặn tương phản, Naruto trong mắt là quan tâm dáng vẻ. Thời gian chung đụng tuy là ngắn, thế nhưng Uzumaki Naruto đã đem Connie trở thành bằng hữu, cho nên mới phải lộ ra loại ánh mắt này. Bất quá vừa vặn là loại quan tâm này mắt thần tài để Connie có điểm không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh, Connie nói, không có gì, chẳng qua là hòa hảo bằng hữu xa nhau có một ít luyến tiếc mà thôi. Đồng thời về sau khả năng mãi mãi cũng không cách nào ở gặp mặt. Chứ không nói các ngươi còn đến hay không SKYPIEA, coi như có thể tới hơn nữa có cơ hội đến, vì sợ bị thần giết chết, cho nên các ngươi hay là trước ly khai tương đối khá. Bất quá, nếu như nói có cơ hội, ta có thể sẽ ngã xuống mặt đi tìm các ngươi. Vậy ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm a? Luffy vừa ăn vừa nói, nếu như ngươi tới nói chúng ta cực kỳ hoan nghênh, chúng ta trên thuyền còn không có thiên sứ đây. Không sai à Connie tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta sẽ cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Đối với Luffy quyết định này, Sanji là 120 tán thành, Usopp cùng Naruto cũng đồng ý, trên thuyền đồng bọn càng nhiều càng náo nhiệt sao. Bất quá Connie khoát tay một cái nói, tuy là cực kỳ cảm tạ các ngươi, thế nhưng không được à, ta là không đảo người, ở Lam Hải có thể hay không sinh hoạt cũng là một cái vấn đề.
dù sao cũng là thắng cái này bên trong sinh hoạt, nếu là đổi một loại sinh hoạt có thể sẽ không có thói quen. Lại nói cha ta lớn tuổi, mặc dù còn muốn ly khai, ta cũng không có thể bỏ lại chính hắn một người đi ra ngoài đi, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Được kêu là cha ngươi cùng đi với chúng ta đi. Nghe được Konis, Uzumaki Naruto không thèm để ý chút nào nói, thuyền của chúng ta vẫn luôn là từ Usopp sửa chữa. Người này sửa chữa cũng không phải làm sao quá tốt, nếu như đại thúc cũng theo chúng ta cùng đi nói, chúng ta về sau sẽ không cần vì thuyền sự tình lo lắng. Không được, như vậy không được. Pagaya lập tức nói, ta sửa thuyền kỹ thuật căn bản không đi, chỉ có thể sửa chữa một ít vật nhỏ, giống như các ngươi như vậy một chiếc thuyền mặc dù không lớn, thế nhưng ta căn bản không có biện pháp sửa chữa. Lại nói ta đều lớn tuổi như thế, không có các ngươi người thanh niên cao như vậy sức sống. Cho nên nói hay là thôi đi, đến lúc đó các ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu như bạch sắc bere bộ đội trở lại người, các ngươi sẽ không nhất định đánh thắng được, coi như các ngươi rất mạnh, thế nhưng đồng bọn của các ngươi nhóm. Nghe đến đó mấy người lập tức chuẩn bị, điểm này bọn họ đương nhiên biết, bất quá vừa lúc đó đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nghe được cái này thanh âm Naruto Nodoka cát sĩ lỗ tai khẽ động, cái thanh âm này bọn họ biết là ai, là Nami kêu to. Mà Usopp cùng Luffy đã ở chỉ một lúc nghe ra, tới ngay đến bệ cửa sổ, thấy được một con to lớn con tôm The Going Merry ở cấp tốc sông hướng xa xa. Tại sao sẽ như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao? Nami tiểu thư mặc vào tê sớt áo lót. Chứng kiến tình hình này, Sanji có điểm bi thương nói. Tình hình này coi như là Naruto đều có một ít bất đắc dĩ, bất quá lúc này khoảng cách xa như vậy, hơn nữa con kia con tôm tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào đuổi theo, chỉ có thể nhìn bọn họ từ trong tầm mắt tiêu thất. Ngoặc kép, mới vừa cái kia, lúc này Pagaya nói, người nào là Bạch Hải đặc sản, siêu tốc hành hà. Siêu tốc hành hà, nghe được cái tên này Usopp nói, mới vừa đem chúng ta từ phía dưới bạch rong biển đi lên con kia chỉ có thể gọi là tốc hành hà, mà con dĩ nhiên là siêu tốc hành hà, thảo nào tốc độ nhanh như vậy. Luffy, người ở đây làm cái gì? Thân là thuyền trưởng, hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp cứu chúng ta đồng bọn đi. Naruto, ngươi thân là phó thuyền trưởng, ngươi phải giúp hắn nhớ biện pháp a. Bọn họ đi đâu? Một tiếng song hoàng âm vang lên, lập tức để Usopp không biết nên nói gì. Đúng vậy, ai biết bọn họ đi cái gì địa phương? Nếu như biết bọn họ ở nơi nào vậy sao thương lượng cứu người phương pháp không có gì? Thế nhưng nếu như ngay cả người đang nơi đó cũng không biết, muốn cứu cũng không cách nào cứu a. Cái kia, ta biết đại khái bọn họ ở nơi nào. Vừa lúc đó Pagaya mở miệng nói, siêu tốc hành hà là thần sứ giả, hắn sở vận đồ đạc, từ trước đến nay đều là cho thần vận chuyển tế phẩm, nói cách khác bọn họ bây giờ sở tại, ở vào Upper Yat mặt đông bắc hoặc tế phẩm tế đàn. Sống tế phẩm, Nami tiểu thư còn có Robin tiểu thư còn có những người khác đều sẽ trở thành sống tế phẩm. Nghe được Pagaya, Sanji tức giận nói, bọn họ đều muốn trở thành sống tế phẩm sao? Ghê tởm thần, tên khốn kiếp kia muốn làm gì, hắn là đang đùa người sao? Cái kia không nhiều lời nói nhảm làm cái gì? Đột nhiên, Uzumaki Naruto trên người bạo phát ra lực lượng cường đại, không có bất kỳ triệu chứng. Ba cái đuôi xuất hiện tại phía sau hắn, hai mắt từ lam sắc biến thành hồng sắc, huyết nhất một dạng hồng sắc, nhìn chằm chằm xa xa nói, còn ở nơi này nói linh tinh gì thế, có thời gian này nhanh cứu người mới tốt. Nếu như Nami thực sự bị thần trở thành tế phẩm, như vậy hôm nay mặc kệ nói cái gì ta cũng phải đem cái kia thần xé thành mảnh nhỏ. Uzumaki Naruto trên người bộc phát ra khí thế trong nháy mắt để Konis cùng Pagaya hai người trong lòng run rẩy. Cái loại này giống như dã thu ánh mắt căn bản là không có cách cùng người sản sinh bất kỳ liên tưởng. Bọn họ cảm giác được sợ hãi tựa hồ là đến từ sâu trong linh hồn, hoặc giả nói là phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhất là Hiu. Có thể là bởi vì đồng loại nguyên nhân, loại này cấp trên khí tức khiến nó đem chính mình thật chặt xúc thành một cái cầu, toàn thân không ngừng run. Ba cái đuôi nhỏ nhẹ lay động, mặc dù cũng không có sử dụng lực lượng gì, thế nhưng chính là chỗ này sao nhỏ nhẹ lay động, mặc kệ đụng phải cái gì đồ vật đều sẽ ở tiếp xúc trong nháy mắt đai ồ đánh thành khối vụn. Bởi vậy có thể thấy được nếu như đang sử dụng bên trên lực lượng, như vậy một kích sẽ có cỡ nào to lớn uy lực. Không muốn nói tại chỗ mấy người. Mặc dù là tại phía xa Upper Yat Anew đêm khuya thân thể run lên. Chờ một cái, người trước không cần sốt ruột. Chỉ vào to lớn tâm lý sợ hãi,
Pagaya tới ngay đến Uzumaki Naruto bên cạnh nói, các ngươi khả năng lầm, bọn họ cũng không phải chuẩn bị muốn đem những người này thế nào. Ta từng nghe nói qua sống tế phẩm là ở ngày thẩm phán bên trong lưỡng trùng nghiêm phạt phương thức. Một bộ phận sống tế phẩm bị mang đi, bọn họ bị thần nắm giữ ở trong tay. Nói cách khác sở hay là sống tế phẩm kỳ thực chính là con tin, còn chân chính muốn xét xử người, nhưng thật ra là ở hợp lý bốn người các ngươi a. Kế tiếp tự thuật bên trong, Pagaya làm quen tất cả sự tình, bao quát giải thích như thế nào cứu ra đồng bạn của bọn họ phương pháp. Nghe đến mấy cái này về sau, Luffy nói, phải không, thì ra đúng như vậy a, Naruto, không cần phải sinh khí, bọn họ hiện tại cực kỳ an toàn. Hơn nữa có Zoro tại bọn họ bên người căn bản không cần lo lắng an toàn của bọn họ. Chúng ta cần chính là hiện tại chạy tới Upper Yacht, sau đó đem những cái này thần quan cùng thần toàn bộ giải quyết hết là được rồi. Căn bản không có cái gì cần lo lắng. Làm nhiều lần hít sâu về sau, Naruto cuối cùng đem tràn ra cửu vĩ lực lượng thu về nói, ta hiểu được. Như vậy thì không nên lãng phí thời gian, nhanh giải quyết hết những cái được gọi là thần cùng thần quan. Nhiều ở chỗ này lãng phí một chút xíu thời gian, Nami cùng mấy người khác cứu sống nhiều một chút nguy hiểm. Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Nghe được Naruto, Usopp bất đắc dĩ, Sanji lo lắng con lo lắng Nami cùng Robin, mà Uzumaki Naruto lo lắng con lo lắng Nami. Hai người kia thật đúng là thần nhân a. Lẽ nào hai người bọn họ tên đối với Zoro cùng Chopper liền không có chút nào quan tâm sao? Không để ý đến Usopp, Uzumaki Naruto nói, như vậy thì không cần nhớ khác. Nhanh Upper Yacht đi, đúng, Upper Yacht ở cái gì địa phương kia mà. Nếu như mấy vị không chê, như vậy thì để cho ta tới giúp các ngươi đi, ta vừa vặn biết phương pháp. Lúc này Konis mở miệng nói, nghe xong lời của nàng, Sanji lập tức lắc mình đi tới Konis bên người, nắm lên Konis tay nói, há, mỹ lệ Konis tiểu thư, không so sánh được gần mỹ lệ, vẫn là một cái thuần khiết hiền lành thiên sứ, lòng của ngươi dường như đại hải giống nhau trong suốt. Nhận thức ngươi quả nhiên là vinh hạnh của ta. Nếu như có thể, ta thật hy vọng có thể ở lại không đảo, cùng ngươi ở nơi này làm một đôi sung sướng phu thê. Bất quá ta bây giờ còn có mộng tưởng muốn theo đuổi. Chờ đấy ta nhất định sẽ trở về. Được a, ta hy vọng ngươi có thể đủ về sớm một chút. Đối mặt như vậy Sanji, Konis chỉ có thể khô khốc đáp, đón lấy, mấy người đi về phía thiên sứ đại đảo. Chương 119, xuất phát trước. Thiên sứ đại đảo hoàn cảnh cùng trên mặt đất hoàn cảnh không có gì khác nhau, người đến người đi náo nhiệt dị thường, lâm lang mãn mục thương phẩm giá hàng để bốn người mở rộng tầm mắt. Nếu như nói nơi này là vĩ đại tuyến đường an toàn lời nói như vậy e rằng không có gì sức hấp dẫn quá lớn, nhưng là nơi này là không đảo, vật bán cùng trên đất bằng đồ đạc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cái này bên trong thiết kế cùng phía ngoài một dạng địa phương cũng không giống nhau, đầy đủ lợi dụng vân lai chế tác các loại trên cao cửa hàng. Loại này kiểu bài biện ở trên đất bằng là không thấy được. Ở Konis dưới sự hướng dẫn, ba người thần tình dị thường hưng phấn. Bất quá duy chỉ có Uzumaki Naruto không giống với. Đối với chung quanh thương phẩm cửa hàng cùng náo nhiệt hoàn cảnh bắt đầu còn có một chút lực hấp dẫn. Thế nhưng sau lại, ánh mắt của hắn liền bị một thứ khác hấp dẫn. Đối với ngoại lai đã biết phương bốn người, thiên sứ đại đạo người rõ ràng có rất lớn địch ý. Tất cả mọi người là dùng khác thường nhãn quang xem tướng bên này mấy người. Ánh mắt như vậy để Naruto trong tay lặng lẽ nắm lại nắm tay. Cái ánh mắt này hắn quá quen thuộc. 10 năm trước, tại hắn còn chưa đi tới cái này thế giới thời điểm. Loại ánh mắt này nhưng là thiên thiên kèm theo hắn. Bất quá tương đối với ngay lúc đó phẫn nộ, bây giờ đã khá rất nhiều. Bởi vì hiện tại mình đã ở rất nhiều địa phương đều có hảo bằng hữu. Từ Fusa thôn xuất phát mãi cho đến Alabasta. Cách đảo nhỏ thôn dân đối với bọn họ đều vô cùng hữu hảo. Mà lần này gặp phải cái tình huống này hiển nhiên có điểm ngoài dự liệu của hắn. Tuy là đã lâu không gặp quá, thế nhưng cái này một lần nữa nhìn thấy cái ánh mắt này để hắn cảm giác dị thường thống khổ, không giải thích được có một nhẹ nhẹ giết người xung động. Bất quá vừa lúc đó Luffy kéo hắn nói, không nên vọng động, cái này địa phương người hiện tại lại không phải là cái gì bằng hữu, vẫn chỉ là người xa lạ, đối với người xa lạ có mâu thuẫn tâm lý rất bình thường đấy. Ngươi vừa nói như thế, nghe được Luffy lời nói Usopp vờn quanh một cái bốn chu đảo. Những người chung quanh dường như đều ở đây cố ý tách ra chúng ta, hơn nữa dường như phi thường sợ chúng ta giống nhau a. Không sợ mới có quỷ đi. Sanji không thèm để ý chút nào nói, không cần phải nói, chúng ta trở thành đệ nhị cấp tội phạm sự tình nhất định truyền khắp toàn bộ không đảo. Chúng ta phản kháng trong lòng bọn họ người trọng yếu nhất,
mà người kia có hết sức cường đại, bọn họ như vậy rất bình thường đi. Bất quá thực sự là đáng tiếc a, hiện tại Mỹ Lệ Các thiên sứ dĩ nhiên có ẩn núp ta đi, thật là thống khổ a. Nghe được Sanji, Naruto tâm tình hơi chút khá hơn một chút, hắn không phải nhất định phải để cho tất cả mọi người đối với mình tốt, chán ghét chính mình ít nhất là có nguyên nhân đi, nếu quả như thật là mình làm sai sự tình, như vậy cũng không có biện pháp, bất quá lần này lỗi tựa hồ là đang Nami trên người, đã như vậy hắn thì càng không dám nói gì, Nami mặc kệ làm chuyện sai lầm gì đều nhất định muốn từ chính mình khiêng, ai bảo mình là nam nhân a. Nhưng là nhẫn nại luôn là có hạn độ, ngay từ đầu đứng ở đối phương góc độ nghĩ, hoàn toàn chính xác, có thể lý giải, thế nhưng càng về sau đi, Naruto liền không ngừng nghe được cút ngay, ly khai cái này địa phương, không muốn hướng hai bên xem lời như vậy, những lời này không muốn nói Naruto, coi như là Usopp cũng mơ hồ có thể nghe được, những thanh âm này đối với trời sinh tương đối lạc quan Usopp không có gì, đối với thần kinh không ổn định Luffy cũng không có cái gì, đối với đã thành thói quen Sanji càng là dường như nghe được con ruồi gọi một dạng. Đối với ngoại trừ đối với mỹ nữ cùng nguyên liệu nấu ăn cảm giác hứng thú hắn mà nói, tai trái vào, lỗ tai phải mạo. Nhưng là đối với có tâm lý tổn thương Naruto mà nói, những lời này cùng nhãn thần không thể nghi ngờ là để Naruto cái loại này ngủ say đã lâu phẫn nộ, từ từ xuất hiện tại trên người, màu da cam yêu hồ áo khoác từ từ thoáng hiện lên. Run rẩy thân thể, Naruto nói Konis, cái này thiên sứ đại đạo tức giận để cho ta tuyệt không thoải mái. Phía trước có một làng, bên trong cư trụ hơn ngàn người, thế nhưng cũng bởi vì mỗi người đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đây trở thành quái vật, cho nên ta đem cái thôn đó tiêu diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, người ở bên trong hẳn không có một người sống. Loại cảm giác này mặc dù quá khứ thật lâu, thế nhưng ta cũng như thế ký ức hãy còn mới mẻ, bây giờ chỗ này cho ta giống nhau cảm giác, người nói ta cũng không thể được đưa cái này địa phương hủy diệt đây. Không được. Konis còn chưa mở lời, thế nhưng khác ba cái đã cho ra khỏi đáp án. Usopp Nodoka cắt sĩ mặc dù không biết rõ Naruto cái này sự tình, thế nhưng đối với Naruto lời nói bọn họ là tin tưởng. Nguyên nhân chính là Naruto chưa bao giờ dối trá, đồng thời mượn từ cửu vĩ có thể cùng mắt ưng tương xứng lực lượng. Uzumaki Naruto hoàn toàn có năng lực làm đến bước này, nhưng là đoàn người mình mới vừa đến cái này địa phương liền cho hủy diệt, đó chính là ở có chút hơi quá đáng. Như thế một chỗ kỳ diệu địa phương, hủy diệt quá đáng tiếc. Bất quá Naruto cúi đầu, vẫn kềm chế nói, thế nhưng, đây hết thảy cũng làm cho ta cảm giác quá không thư thái, bị người giống như quái vật nhìn, còn bị bọn họ thanh âm xì xào bàn tán quấy rầy, thậm chí còn có một cái mang theo mũ trắng ngu ngốc đại thúc theo dõi, loại cảm giác này giống như là làm tặc giống nhau, để cho ta tâm tình phi thường khó chịu. Ta thực sự rất muốn đem không đảo hủy diệt. Nếu như không lo lắng Nami các nàng gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không ở chỗ này suy nghĩ, ta sẽ trực tiếp động thủ. Vậy trước tiên cứu hết Nami tiểu thư cùng Robin tiểu thư lại nói. Sanji hít một hơi yên không thèm để ý chút nào nói. Tuy là hắn vẫn không có biểu thị, thế nhưng tại loại này tình huống bên dưới ai sẽ thoải mái đây? Nếu như không phải là bởi vì muốn đi cứu người nói, không muốn nói Uzumaki Naruto. Coi như là hắn đảm bảo không phải Tề Đô sẽ lập tức động thủ. Nghe được Naruto, Konis cùng Mackenzie hai người đều là ngẩn người. Mà ở nghe được Sanji lời nói thời điểm, Konis trên người bắt đầu phát run đứng lên. Nàng nhưng là không hoài nghi chút nào Naruto, bởi vì nàng cảm giác mới vừa rồi Naruto thực lực tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Mà Mackenzie tuy là nghe được đối phương chỉ chính mình, thế nhưng đối với mình ẩn giấu thuật vô cùng có lòng tin Mackenzie lại cho rằng Uzumaki Naruto đang hư trương thanh thế, biến cất giấu chưa ra, chứng kiến Konis bởi vì Naruto lời nói sợ, Sanji lập tức nói a Konis-chan, không cần lo lắng, người này nói đúng là lấy đùa, người căn bản không cần lưu ý, nếu như hắn nhớ hủy diệt không đảo, ta nhất định sẽ không để cho hắn được như ý, dù sao, ta tuyệt đối không thể để cho đáng yêu như vậy Konis-chan không nhà để về a. Lập tức nói một cái tiếng cảm ơn liền dẫn mấy người đi về phía bến tàu, ở trên bến cảng bày nhiều loại chứa gió đai ô thuyền, khiến người ta hoa cả mắt không kịp nhìn, bất quá khi chứng kiến bọn họ muốn mở ô nha hoàn thời điểm, ở đây bốn người sắc mặt khẩn trương, thể tích nhỏ nhất, tính năng kém cỏi nhất, vẻ ngoài khó coi nhất, tốc độ chậm nhất một chiếc thuyền, cùng những thứ khác thuyền so với vật này căn bản cũng không thể gọi thuyền, nhiều lắm chính là một cái có thể tự do lái trúc phiệt. Lập tức Konis lại mang mấy người đi tới bọn họ hẳn là đi lộ tuyến, nói cho mấy người phải đi đường,
lúc này Naruto nói, này, Konis, ngươi đến cùng có cái gì sự tình đang sợ ấy ư, nói thật cho ngươi biết, trên người của ta lực lượng có thể tinh tường cảm ứng được một người bất kỳ mặt trái sở thích, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, lo lắng, quấy nhiễu, khổ sở đều có thể rõ rõ ràng ràng biết, ta có thể cảm giác được ngươi ở đây sợ, lại đang lo lắng, tâm tình của ngươi cực kỳ quấn quýt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Naruto nói không sai, Luffy vỗ một cái mũ của mình nói, Konis, từ ngươi vừa ly khai ra ngươi đang ở run. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Còn có một chút ta tuyệt không minh bạch. Usopp sờ lỗ mũi một cái nói, chấn trên nhân rõ ràng đều ở đây lảng tránh chúng ta, mà ngươi chẳng những không có lảng tránh ta sao, thậm chí còn mượn thuyền cho chúng ta, cứ như vậy ngươi không phải thành cùng phạm tội rồi sao? Nếu như muốn giúp chúng ta, nói cho chúng ta biết đi như thế nào để cho chúng ta tự mình tiến tới không liền có thể lấy rồi sao? Chúng ta nhưng là phạm vào tử hình tù phạm, người như thế trợ giúp chúng ta có thể cũng phất tay dính líu. Mặc dù nói chúng ta là bằng hữu, thế nhưng cũng không có cần phải giúp chúng ta như vậy đi. Khắc Nai tiểu thư thực sự là thiện lương a. Sanji nhất không tim không phổi nói, bất kể nói thế nào, cảm tạ hỗ trợ của ngươi, nhìn ngươi sắc mặt không hề tốt đẹp gì, ngươi trước trở về đi. Quãng đường còn lại tự chúng ta đi là được rồi, nếu không đến lúc đó ngươi thực sự bị liên lụy sẽ không tốt. Lại nói tiếp ngươi sắc mặt cũng không tiện a, đi về trước đi, chờ chúng ta cứu con người toàn vẹn, chúng ta sẽ trở về tìm ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi giúp chúng ta mang một cái đường, để cho chúng ta có thể rời đi không đảo. Chào tạm biệt, thật xin lỗi, đột nhiên, Konis một câu nói để đang ở ly khai bên trong bốn người sững sờ. Tiếp lấy Konis lời nói ra để ở chàng mấy người khiếp sợ, Konis đem chính mình làm sự tình toàn bộ một năm một mười nói ra, tuy là cách làm của nàng có một ít quá phận, thế nhưng lúc này đã không có người có tâm tình đi phê bình nàng, bởi vì vừa lúc đó, bầu trời tụ tập ngoại trừ lực lượng cường đại, hướng về phía trên mặt đất Konis đập xuống, phạm vi chi đại lực lượng mạnh làm người ta kinh ngạc, đây chính là thần Anu công kích, thần chi cân nhắc quyết định. Chương 120, đạt được Upper Yat. To lớn lôi quang xuất hiện tại Khắc Nai đỉnh đầu, hơn nữa thần công kích phi thường chuẩn, ngoại trừ Konis bên ngoài người khác căn bản sẽ không chịu đến công kích, coi như là ở Konis trước mặt bốn người cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Luffy muốn mang Konis thoát đi nhưng là lại căn bản là không kịp, Naruto lập tức gọi Luffy, không nên cử động. Cho ta phòng vệ, trong nháy mắt, Naruto trên người lúc đầu như ẩn như hiện màu da cam lực lượng trong nháy mắt xuất hiện đem 5 người vây quanh ở trong đó. Đối mặt thần công kích, Uzumaki Naruto phản ứng đầu tiên chính là tiếp được cái này thần công kích, tới thể nghiệm một cái này thần sức chiến đấu. Nếu như ngay cả hắn ở rất xa địa phương phát rõ ràng nhất chiêu đều tiếp không xuống, như vậy chính mình làm sao còn đi cứu Nami, chính mình làm sao còn đi tiếp thu thần khảo nghiệm, thẳng thắn hài tử tiếp buông tha là được rồi. Nhất chiêu qua đi, Uzumaki Naruto đoàn người mặt đất dưới chân có một ít sụp đổ, bất quá bên trong 5 người đến lúc đó bình an vô sự. Một màn này kinh động ở đây mọi người, ở thần chế tài phía dưới, những người này dĩ nhiên cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu như muốn ở thần dưới sự công kích bất tử trừ phi có thể né tránh thần công kích, thế nhưng loại này sự tình chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm được. Mà những cái này người dĩ nhiên quang minh tránh đại đón lấy, những người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như không phải chu vi mãnh liệt dấu vết hư hại còn có Uzumaki Naruto chậm rãi thu xong lực lượng. Bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi mới vừa nhìn thấy đều là ảo giác. Đem cửu vĩ lực lượng thu về sau, Uzumaki Naruto tặng một ngụm khí đạo, thật là, ta còn tưởng rằng cái này thần mạnh bao nhiêu, hắn lực công kích cũng bất quá như vậy, loại người này đều có thể xưng là thần sao. Bất quá hiện tại lại một cái vấn đề, chúng ta hiện tại đi Upper Yat, không thể vẫn mang theo Konis, thế nhưng nếu như cùng nàng xa nhau, một phần vạn cái kia thần lại tới công kích Konis làm sao bây giờ? Nhưng là mang theo nàng cũng rất nguy hiểm đi. Đem nàng giao cho ta đi. Vừa lúc đó một thanh âm trước vang lên nói, hiện chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn gì. Chứng kiến xuất hiện người, tất cả thiên sứ đều ngẩn ở nơi đó. Mà Uzumaki Naruto nói, ngươi là thiên không kỵ sĩ, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Chúng ta nhưng là không có thổi còi, vì sao ngươi sẽ xuất hiện? Chúng ta nhưng là không có tiền trả. Người tới không là người khác, chính là phía trước mấy người này đã gặp bầu trời kỳ thực mới. Còn có hắn cái kia tứ bất tượng tỏa kỵ Pierre, cái này người kỳ quái mới vừa tại hạ tầng bạch trong biển xuất hiện qua một lần,
như thế một hồi liền lại xuất hiện tại nơi đây. Người này hành vi cực kỳ khả nghi a, đem chính mình bằng hữu giao cho một cái người khả nghi, đừng nói là Uzumaki Naruto, coi như là mấy cái khác cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Lão Phu nói qua, lão Phu là một cái tự do dong binh. Nơi nào có tiền hoặc là cần giúp đỡ, lão Phu sẽ xuất hiện tại đâu có. Mới, có rõ ràng chú ý tới mấy người ánh mắt hoài nghi nói, một lần 5 triệu acre nâng le, thế nhưng đối với lần đầu tiên chịu đến ta ân huệ người, ta sẽ không thu tiền, cô bé này còn không có bị qua ân huệ của ta, ta hiện tại lần đầu tiên cam đoan nàng sẽ không thụ thương, cho nên sẽ không lấy tiền, thế nhưng chờ các ngươi trở về, đưa nàng trả lại cho các ngươi sau đó, ta liền muốn bắt đầu thu tiền. Bất quá các ngươi nhất định phải đi Upper Yacht rồi sao? Cái kia địa phương nhưng là rất nguy hiểm, e rằng có lẽ sẽ chết là không phải a. Sanji có điểm không nhịn được nói, mới vừa con Ishan đã cùng chúng ta nói qua rất nhiều lần rồi, nếu như sợ chúng ta đã sớm bỏ chạy. Con Ish liền nhờ ngươi, Luffy thì không nói gì thêm, tự tay ôm lấy con Ish ném cho mới. Có nói, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Chứng kiến bốn người thần thái, mới có nhẹ nhàng cười, thúc giục PE2 mở mấy người. Usopp có chút bất đắc dĩ nói, này, Luffy, người kia tin được không, đem con Ish giao cho hắn, hắn sẽ không đem nàng giao cho cái kia gọi ơn yêu thần đi. Ta tin tưởng hắn, Luffy nhảy lên chiếc kia chính mình cũng không làm sao rất ưa thích hô nha hoàn hào nói, hắn nói hắn sẽ bảo hộ liền nhất định sẽ bảo hộ, hơn nữa hắn đã cứu chúng ta, lại nói ta không cảm thấy hắn giống như là dáng vẻ nói láo, đúng hay không Naruto? Naruto lên tiếng, thấy vậy Sanji cũng không có nói cái gì, bốn người bước lên chiếc này thuyền nhỏ, đi trước Upper Yacht. Bốn người cử động rõ ràng lần nữa để không đảo nhân giật mình, dĩ vãng người đang thấy được lực lượng của thần về sau, coi như là còn có gan phản kháng thần, thế nhưng trước khi đến Upper Yacht trước kia cũng sẽ do dự, thế nhưng bốn người này nhưng không có một chút xíu do dự, hoàn toàn đem sinh tử không để ý, cái kia dường như cao sơn vách núi giống nhau không thể vượt qua chúng thần cùng thần quan nhóm. Sự khủng bố trình độ đủ để cho người sợ, thế nhưng bốn người này lại căn bản là đem bốn người kia không thấy. Bất quá bọn họ e rằng thật sự có tư cách này, dù sao ngay trong bọn họ mới vừa một cái nhưng là thành công tiếp được thần lại một lần nữa công kích, hơn nữa cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào, bọn họ cũng đích xác có phách lối tiền vốn. Nói như vậy, bọn họ đến thật có khả năng đi qua lần thực tập này, nhưng là chỉ là khả năng, dù sao thần cường đại ở nơi này những người này trong lòng đã là thâm căn cố đế. Không thể không nói, chiếc này ô nha hoàn số tốc độ thật là chậm đến rồi kế huyền, nếu như là Naruto lời nói thậm chí muốn chạy lấy đi, nếu như không phải là nhân sinh không quen, hơn nữa đối với nhìn bản đồ cũng không phải quá thành thạo, cũng không biết Nami cùng Zoro bọn họ người đang vậy, hắn đã sớm chạy, đương nhiên, mặt khác ba người cũng tương tự cảm thấy chậm, thế nhưng không có biện pháp khác, ai bảo bốn người bọn họ sẽ không mở waiver. Cũng may con đường này cũng không tính là quá xa. Cũng không lâu lắm bọn họ liền thấy cái kia được xưng là thần chi đất đai địa phương Upper Yacht. To lớn cây cối để mấy người này khiếp sợ ngẩn người ra đó. Lớn như vậy cây không có mấy trăm năm thời gian là tuyệt đối không có khả năng trưởng thành. Mà lát nữa thí luyện ở nơi này chút cây chung chung nhất định phải cẩn thận đối phương đột nhiên đánh lén. Nếu không rất dễ dàng thiệt thòi lớn đấy. Vừa lái lấy thuyền, Sanji nói, này, Naruto, cái kia thần thực lực thế nào, hẳn không có quá kinh khủng đi. Cùng mắt ưng so với, cái tên kia cái gì đều không phải. Uzumaki Naruto một câu nói để mấy người tâm để xuống, thế nhưng ở chỉ một lúc liền lại nói lên, đùa gì thế, ngươi còn dám tìm một mạnh hơn người sao. Cùng mắt ưng so với chẳng đáng là gì, mắt ưng nhưng là có thể cùng Nanobi hình thức xuống Naruto bất phân thắng bại mà không bại người, sở hữu loại thực lực đó mắt ưng căn bản ngay cả người không thể được rồi. Ơn yêu thực lực nếu như chỉ có thể cùng so với hắn, như vậy mình cũng sẽ không cần muốn những thứ khác đi. Tuy nhiên đánh thắng một cái thất vũ hải, thế nhưng bọn họ có thể không phải tin tưởng tất cả thất vũ hải đều muốn crocodile như vậy, mặc dù là cùng crocodile như vậy cũng không phải dễ đối phó. Ichibi dưới trạng thái có thể ung dung giải quyết ngư nhân, Nanami dưới trạng thái không giải quyết được mắt ưng, mà đối phó crocodile thời điểm. Uzumaki Naruto công kích hầu như đều là vô hiệu. Nghĩ tới đây Usopp nói, Naruto, nói một câu lời nói thật, mới vừa ngươi dụng cửu đuôi lực lượng là mấy vĩ. Sanbi, Naruto nhớ lại một chút nói,
mới vừa phòng ngự sử dụng san bi lực lượng, tuy là phạm vi khá lớn, thế nhưng ta chủ yếu đem lực phòng ngự đặt ở đỉnh đầu của ta, dùng hình mùi dùi lực lượng chống đỡ hắn công kích, cứ như vậy hắn công kích sẽ phân tán, đem lực phá hoại giảm thiểu đến nhỏ nhất. Cái này thần công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng dường như cũng không thể cực kỳ kéo dài, từ mới vừa công kích đó có thể thấy được, hắn lúc công kích gian không có mấy giây, chỉ cần có thể chống nổi mấy giây, là có thể giải quyết rơi hắn. Thế nhưng cái kia mấy giây cũng không phải tốt chống đỡ đi. Sanji lập tức chợt nghe ra khỏi Naruto trong giọng nói câu có vấn đề nói, người sử dụng san bi lực lượng mới có thể phòng ngự, như vậy nói cách khác người này thực lực cũng tuyệt đối mạnh phi thường. Thực sự là ghê tởm, mới vừa tới không đảo liền gặp như thế khó giải quyết sự tình, đều là bởi vì người này nói không trả tiền, nếu như ngay từ đầu cho 700 ngàn, không phải không có phiền toái như vậy. Người tại sao có thể oán ta? Nghe được Sanji bực tức Uzumaki Naruto kêu lên, ngươi cho rằng lấy Nami tính cách, chỉ là một cái nhập môn phí liền muốn 70 vạn bối lợi Nami khả năng cho sao? Coi như là biết rõ không trả tiền sẽ bị phát lệnh truy nã, lấy Luffy ca tính sẽ rời đi sao? Mặc dù là đưa tiền, đi tới trên đảo, bình Luffy đối với tòa đảo này mạo hiểm tâm tình, ngươi cho rằng cùng không trả tiền khác nhau ở chỗ nào sao? Naruto lời nói để Sanji hơi sững sờ, đây cũng là thực sự. Coi như là biết rõ đi tới nơi này ngôi đảo thượng hội gặp nguy hiểm, bằng Luffy cái loại này thích khiêu chiến cấm kỵ tính cách của người, hắn chính là tuyệt đối sẽ đi tới nơi này ngôi đảo ở trên, mà đi tới trên tòa đảo này lời nói mặc dù là giao tiền xong, như vậy hắn cũng sẽ chụp tới, cho nên nói giao không giao tiền căn bản không có cái gì phân biệt. Bất qua nghĩ vẫn có chút khó chịu nói, thật là, nếu như lúc đó giao tiền xong, ta có thể một bên cùng Conis tiểu thư ở trên bờ cát hưởng tuần trăng mật, một bên thưởng thức Nami tiểu thư xuyên bikini bộ dạng, vừa cùng Robin tiểu thư trò chuyện tương lai cùng lý tưởng, loại cảm giác này thật tốt quá. Nami ăn mặc bikini có quan hệ gì tới ngươi? Uzumaki Naruto bóp một cái ở Sanji cổ muốn thất bại đứng lên nói, cho ta đem Nami từ ngươi trong tư tưởng làm được.